Anh đang sáng ở trên màn hình, 2 giờ đêm vẫn còn lung linh. Quen chiều khuya như là bạn mình, nghe tiếng nhạc còn đập rung rinh ngay bên loa. Đêm em thêm say thêm ca, chỉ cần anh em ngay bên ta. Anh vẫn cày cuốc hăng say như ngày trước, dù không biết sau này họ sẽ nhớ đến hay quên ta. Nhớ khi xưa những ngày đói, khi mà động lực duy nhất là những lời cười khen. Giờ còn hơn ông thầy bói, vì mỗi người ta đều có hàng vạn nghìn người xem. Bốn bề đều là những người anh và người em, gặp nhau mỗi đêm ở trong kênh chat nhỏ. Chấm đỏ tắt vào lúc mặt trời lên, nhưng đam mê không ngủ quên ở trong căn gác nhỏ. Con chăm làm trăm phần trăm mỗi khi nâng chén, chăm on cho vài trăm ngàn anh em. Lâu lâu lại nghe tôi chém, không ồn ào và không ầm ĩ. Dân đồng Lào nhưng mà sống giờ Mỹ, miễn là được chơi cùng huynh đệ thì thôi, nó cứ phải gọi là hợp lý. Music game mình on the mic, điều tôi muốn nói không có gì đâu, chỉ có tình yêu dành cho độ tộc và khóa hết mồm mấy thằng trẻ châu. Ok. Quên mất không cắt chat rồi. Hello chào tất cả các bạn nhá. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Đợi tôi một tí tôi cóp lại cái chat cái. Cháu đập trứng cút nha. Cảm ơn em nhiều. Hello chào các bạn. Chúc các bạn tối thứ ba vui vẻ. Ôi trời ơi. Tôi tưởng là mọi thứ nó ok rồi. Tối hôm qua tôi về tôi sờ chim rất vui. Nhưng mà cái chuỗi ngày này nó mới chỉ bắt đầu thôi chứ nó chưa kết thúc các bạn ạ. Thế tôi mệt mỏi vãi đái. Cảm ơn Linh nha các bạn nhiều. Tôi chưa mua một cái modem nào hết. Tôi chưa làm được một cái gì cả. Tôi chưa làm được một cái vlog nào buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn Vịt nha, cảm ơn bạn nhiều. Mic nhỏ á, alo. Đâu mic vẫn thế mà các bạn tăng tiếng lên một tí. Tôi nghe được mà. Cảm ơn Giang nè nhá. Cái này... tôi cũng đéo biết được là câu chuyện này nó sẽ kéo dài như nào nữa. Thế thực sự là tôi mệt mỏi dã man luôn. Cảm ơn Hào nhá. Kiểu tôi cảm thấy cái việc tôi bị mất kênh ảnh hưởng đến nhiều người dã man. Có những người người ta nhiệt tình, người ta giúp đỡ tôi. Có những người người ta vì trách nhiệm nên người ta phải giúp tôi. Có những người... à, thế nó đau đầu dã man các bạn ạ. Thực sự là nếu như mà để nói với các bạn ngồi live stream để mọi thứ nó thoải mái nhất, nó có thể tự do nói chuyện với nhau, nó là một cái điều gì đấy nó đéo thể xảy ra được ở cái quãng thời gian này. Kiểu đầu nó bị nhiều thứ quá, nhiều việc dã man.
tôi đéo biết được là tối nay chuyện gì nó sẽ xảy ra nữa. Cái đấy phải tầm 1 giờ, 1 rưỡi sáng mới biết được. Tại vì nó tấn công theo đợt, nó tấn công có tổ chức, nó tấn công có quy mô. Mà cũng đéo thể đảm bảo được là mọi thứ nó đã ổn hay chưa. Còn lên mạng thì người ta bảo là tôi đang làm content, tôi làm nội dung thế này thế nọ, trong khi thì tôi đang vật lộn với cả mẹ cái đống mớ hỗn độn mà tôi đang phải trải qua, mà tôi đang đéo biết được là phải làm như thế nào. Chiều nay bên an ninh mạng có sang nhà tôi làm việc rồi. Cũng phải cảm ơn các anh rất là nhiều vì đã bỏ công bỏ sức ra, bỏ thời gian ra để sang nhà tôi giúp tôi. Nhưng mà nói chung là câu chuyện nó phức tạp hơn tôi nghĩ rất là nhiều, nên là tôi cũng không thể thông báo với cả các bạn một cái gì cả. Bây giờ chỉ có cách là loại trừ từng thứ một ra, sau đấy là kiểm tra lại hết tất cả dần dần, rồi biết đâu đâu nó sẽ vào đấy để chấm dứt cái chuỗi ngày đi. Mất đề xuất à? Ừ, mất đề xuất thì phải chấp nhận thôi, tại vì kênh nó vừa phục hồi lại mà các bạn. Hôm nay tôi không biết được các bạn có nhận được thông báo hay không, nhưng mà nó, tại vì nó backup lại cái YouTube cho nên là nó sẽ thông báo rất là nhiều, nó đẩy hết những cái clip mà trong tất cả những cái clip mà đang public ở trên kênh tôi. Có những clip từ ngày xưa đến giờ là tôi đã ẩn đi rồi, nhưng mà buộc phải public lên hết. Tôi đéo thể ngồi lọc lại là mẹ cái nào là ngày xưa mình ẩn, cái nào là ngày xưa mình public ẩn vì lý do gì, giờ đéo lục lại được. Mẹ 6-7 năm rồi chứ đéo phải ít video, lên đến cả 1000 video. Nên là bên MeTube có hỏi tôi bảo là thôi cứ public lên hết đi. Ít ra thì có nhiều bạn, các bạn còn tìm clip để các bạn còn ngồi xem lại. Toàn thấy mấy cái like từ năm 2018 thì biết đâu mấy hôm nữa nó lại bình thường. Mệt vãi đái. Đúng ra hôm nay sẽ là một ngày rất vui, đúng không? Về ngồi edit video, xong rồi tối ngồi talk show kể chuyện cho các bạn. Nó vui giống như ở tối hôm qua anh em mình mới ngồi bên Nemo vậy. Thế hôm qua ngồi vui vãi cả cứt, nhưng mà niềm vui nó đeo được bao lâu? Được đúng một tí. Mẹ à nữa. Kinh khủng thực sự. Cảm ơn cái tối nha các bạn nhiều. Tối nay chúng ta vẫn có Moi League như thường các bạn nhé. Tại vì lịch tháng 4 này tôi lên lịch làm việc rồi, nên là có những cái chuyến đi mà tôi đéo thể nào mà cancel được. Nên là các bạn thông cảm, tôi like nốt ngày hôm nay với cả ngày mai. Ừ, ngày mai like xong 5 giờ sáng tôi ra sân bay. Tôi bay đi Sài Gòn, có ít việc. Việc của tôi kéo dài trong 3 ngày, ngày 11, ngày 12, ngày 13. Đến ngày 14 tôi mới xong việc. Thì đến chiều ngày 14 tôi sẽ quay trở lại. Và tối ngày 14 chúng ta sẽ live stream lại các bạn nhé. Lịch nó là như thế. Cảm ơn Hữu nha các bạn nhiều. Kênh thì lấy lại được rồi, nhưng mà đéo biết là nó còn mất nữa hay không. Ê, nó mới là câu chuyện. Nó mệt mỏi lắm các bạn ạ. Nếu như mà sáng ngày mai hay là tối ngày hôm nay nó lại mất, nó lại phát thông báo livestream, thì các bạn thông cảm với tôi cái. Tôi nghĩ là mấy ngày hôm nay chắc là các bạn cũng kiểu khó chịu vãi đái với cái việc là lên mạng, lên TikTok rồi là các thứ người ta cứ đưa tin về kênh tôi, hay là thỉnh thoảng có những cái thông báo các thứ. Tôi nghĩ là như thế. Đến bản thân tôi cũng rất là khó chịu. Và tôi biết kiểu nó kéo dài 1-2 ngày mọi thứ nó ổn rồi thì nó đéo sao. Đây nó cứ mẹ từng tí một. Xong rồi có những bạn, ví dụ như mấy bạn ở bên MeTube chẳng hạn, hôm qua tận 4 giờ 4 rưỡi sáng rồi các bạn vẫn hỗ trợ, thì kiểu cảm thấy mình có lỗi đeo chịu được. Anh ơi đừng bẩn với video từ năm 2018. Ui thế à, chết có mẹ rồi, lớn ngớ nó back up mẹ nó cả mấy cái clip từ ngày xưa, chửi bậy như danh, bật nhạc bản quyền như trò. Chết người đấy. Sợ thật. Tổng cộng kênh mình có bao nhiêu video ấy nhỉ? Ui dồi, nói thế chứ các bạn, bây giờ có ẩn thì cũng có ẩn được đéo đâu. Mẹ.
nhiều đéo chịu được. Cũ nhất 7 năm trước. Ừ ha. Ui đây là xóa bớt đi rồi chứ. À không không, nó không phù hồi được mấy clip ngày xưa tôi xóa đi đâu. Cái clip muộn nhất của tôi vẫn là 7 năm trước. Chém gió cuối năm cùng Warden. Từ ngày 21 tháng 1 năm 2017. Holy fuck. Sao mà nó lâu vậy? Cảm ơn Thế Anh nhá. Cảm ơn bạn nhiều. Cảm ơn các bạn vừa donate. Hôm nào có việc rảnh chó ngồi lọc lại sau. Cái nào ẩn đi thì ẩn. Không thì nếu như mà các bạn nào mà hay xem, các bạn thấy clip nào đéo ổn, các bạn gửi cho tôi thì tôi ẩn đi ngay. Tôi xin cái link nick là được. Tôi bấm ẩn cái là xong. Chứ còn để nhà nhiều thằng nó bới mấy cái câu chuyện cũ ra, toàn câu chuyện mẹ mày bẩn tưởi vãi cả đái. Chúng nó bới lên xong rồi chúng nó cắt lên clip TikTok cay vãi đái. Sau cái đợt này tôi cũng chuẩn bị lại làm một clip quánh dẹp lại TikTok đi cho nó sạch cái. Mẹ chúng nó câu view câu like nhiều đéo chịu được. Mệt mỏi. Các bạn giấu tên ạ. Uầy một lốp. Cảm ơn bạn nhiều. Thank you bạn. Ê từ từ vào nick Steam thêm mất chưa đã. Quên mẹ mất cả ngày hôm nay chưa vào. Ngày hôm nay đéo dám động vào cái máy này luôn. Cái máy này bây giờ thành một cái nỗi ám ảnh luôn. Anh tham gia giải bóng đá ở Đà Nẵng ngày 27 tháng 4 à? Em thấy có bài đăng. Đúng rồi em ơi. Tại từ đầu theo thông tin của anh biết thì giải bóng đá đấy có nhiều huyền thoại bóng đá lắm. Nhiều hơn cái Potter mà mọi người nhìn thấy. Thì tất nhiên là tôi đá theo kiểu vui vẻ, tôi có biết đá bóng đéo đâu. Chẳng qua là nó cũng là một cơ hội rất hiếm để tôi có thể được đá với cả idol ngôi sao của tôi, những người mà tôi đá trong FC Online nhiều rồi. Không bao giờ nghĩ là mình có cơ hội được gặp. Thế là khi ban tổ chức ngỏ ý mời tôi xem qua thì tôi đồng ý, tôi ok luôn. Nhưng mà sau đấy thì có một số ngôi sao ấy không tham gia được. Nhưng mà thôi thì nó cũng là một trận đấu kiểu đáng để tham gia, để có thêm kỷ niệm, có thêm trải nghiệm. Trong đấy có cả các cầu thủ huyền thoại Việt Nam nữa. Thì tôi nghĩ là tại sao không, mình cứ trải nghiệm đi, mình cứ đá đi. Hay dở thì mình cố gắng hết sức rồi. Ít ra thì nó cũng là một trong những cái chương trình mà thay đổi bản thân mình một tí trong cái khoảng thời gian gần đây. Thời gian gần đây nó bát chip vãi cả cướp. Thế là tôi ok. Nên là từ đầu tháng tôi đã bảo các bạn rồi là cuối tháng tôi sẽ đi Đà Nẵng một chuyến. Thì đợi rồi đi Đà Nẵng, cuối tháng đi Đà Nẵng đi, để tôi xem tôi quay được vlog không. Tôi có hỏi qua thì thấy người ta bảo là quay được. Thì lúc đấy tôi confirm lại, chẳng qua là sợ quay nó cũng hơi ngại thôi. Tự nhiên mẹ đi đá bóng xong rồi cứ cầm cái máy quay, mẹ quay lên quay xuống thì mẹ nó dở hơi. Cảm ơn Quân nhá, cảm ơn bạn nhiều. Cảm ơn bạn, thank you bạn. Các bạn giấu tên nhá các bạn nhiều. Khoai mèo à? Ừ ok, đợi tôi một tí nhá. Ừ đây, cho các bạn xem mèo. Tôi hứa các bạn rồi, nếu như hôm nay tôi quên thì các bạn phải nhắc tôi nhá. Là anh ơi mẹ, mà hôm trước anh ăn cứt bốc phét, anh bảo là đéo cho xem mèo. Cảm ơn Phúc Phạm nhá. Ừ cảm ơn em nhiều, thank you em. Ui dạ, mẹ, này đéo đeo đai được. Mẹ ngồi lúc mẹ mỏi lưng tê à. Nay đi đá bóng đá sân mới, mẹ trơn đéo chịu được trơn. Về tôi sẽ phải tổng hợp lại là clip mẹ em đi đá trận bóng cho các ông xem. Cười đéo chịu được. Cười ỉa mẹ ra quần. Đá toàn ngã là ngã. Cảm ơn Uy nhá.
Ừ thì câu chuyện tất nhiên là nó vẫn ngồi, anh em mình vẫn ngồi được với nhau rồi. Dù nếu như mà không thể ngồi được ở đây thì mình vẫn sẽ có nhiều chỗ khác để ngồi được với nhau. Cuộc đời các bạn có thể nó sẽ có nhiều niềm vui khác. Rồi tôi sẽ đi vào lãng quên, nó là chuyện tất yếu của thời gian. Nhưng cuộc đời tôi làm sao có thể thiếu các bạn được. Cống hiến bao nhiêu năm nay rồi. Mặc dù tôi biết là thời gian gần đây là mẹ mày báo chí nó cũng đang cố gắng làm những cái bài clickbait vãi đái. Nó cũng cố gắng để tạo những cái thứ người ta chửi tôi. Đấy là nội dung mà người ta làm. Nhưng mà tôi nghĩ là nó đéo thay đổi được. Tôi vẫn cứ sẽ làm. Ở đây, ở Nemo, ở trên Tweet hay ở bất cứ một cái platform nào khác. Có tiền hay không, tôi đéo quan trọng. Nếu như mà để cái thời gian này mà tôi ngồi một mình ở trong cái phòng, chắc là tôi sẽ chết. Tôi chết từ tâm hồn trước, sau đấy là đến thể xác. Cảm ơn Thành Nam nhá. Ui, nó đéo phục hồi đâu em ơi. Nó mệt vãi cả cứt. Cảm ơn Danh nhá, cảm ơn bạn nhiều. Tôi chỉ mong là, tại vì cái lịch của tôi thì các bạn biết rồi đúng không? Tôi thông báo với cả các bạn rồi. Tôi chỉ mong là ngày mai tôi live stream nốt một hôm nữa, xong tôi ra sân bay. Tôi đi công tác nốt 3 ngày để tôi làm hầu như là gần xong cái việc của tháng 4 này. Sau đó tôi sẽ có một chuỗi ngày từ ngày 14 cho đến tận ngày 26. Là live stream bao nhiêu ngày? 14 hay 15 ngày gì đấy. Một chuỗi ngày live stream như thế nó không có vấn đề gì cả. Để tôi có thể quay trở lại mẹ quỹ đạo bình thường của tôi. Không có những ông trên kênh chat hỏi là tại sao không thách thức hacker nữa đi. Không có những ông hỏi là mẹ mày lại sắp mất kênh rồi đấy. Không có những thằng gửi email tao là thằng lấy kênh của mày đấy. Mày đưa cho tao mấy chục triệu đi. Không có cái nỗi lo nào đấy trong đầu là một buổi sáng khi mình ngủ dậy. Bao nhiêu tin nhắn, bao nhiêu cuộc gọi nhỡ và bấm vào đọc thì kênh của mày đang live stream kìa. Nó ám ảnh vãi cả cứt. Nó ám ảnh đến cái mức mà khi tôi nằm ngủ, mẹ mày còn nằm mơ thấy có thằng chỉ vào mặt tôi. Này dậy đi, bố mày đang hack kênh mày đấy, giờ này vẫn còn ngủ à. Nó ảnh hưởng đến cả cuộc sống sinh hoạt của tôi. Tôi nhìn cuộc đời nó đéo còn vui nữa. Ừ. Lúc nào trong lòng nó cũng tự hỏi là mẹ bao giờ cái chuỗi ngày này nó kết thúc. Còn báo chí, còn mấy cái thằng trên mạng, mấy thằng anti thì được dịp nó chửi đéo chịu được. Hôm trước tôi đọc một cái bài trên Reddit. Một cái bài của bạn nào đấy có lẽ là có ý tốt thôi, bạn ấy post lên về cái vấn đề là tôi bị mất Axiom và rất mong là mọi người có thể upvote lên để có thể cho VU người ta biết. Để biết đâu đấy, mọi thứ nó có thể người ta để ý hơn và người ta xử lý cái account của tôi. Nhưng rõ ràng là ok bạn có ý tốt nhưng đừng làm như thế. Hãy nhìn đọc comment đi, các bạn sẽ thấy anti-fan nó xuất hiện. Tôi đéo biết là anti-fan nó đông hay là chỉ loanh quanh mấy thằng nó lập nhiều nick và copy cùng một nội dung như nhau cả. Thằng này ngày xưa sờ cam đồ đấy, rất nhiều người tố cáo thằng này rồi, việc nó bị mất tài khoản. Đấy là điều nó đáng phải nhận. Và đừng giúp nó làm gì cả, các thứ. Đấy cũng là những cái mà nếu như mà tôi không cố tình tôi tìm đọc thì vẫn có người gửi cho tôi. Tất nhiên là người ta gửi không có ý gì gọi là ý xấu cả. Nhưng rõ ràng mẹ những cái thứ đấy khi mà mình đọc nó cũng thay đổi cảm xúc của mình nhiều vãi cả cứt. Tất nhiên là tôi thích rồi. Và nói thế chứ cái cộng đồng Reddit người ta cũng đéo thích Việt Nam mình một chút nào. Nhất là từ cái vụ chơi cái gì nhỉ, ngày xưa anh em chơi là gì, Applet ngày xưa, cách đây đúng một năm. Applet sắp quay trở lại rồi. Và tất nhiên nếu như Applet quay trở lại thì các bạn sẽ survive là tôi có chơi tiếp hay không. Đấy là chuyện tương lai nhá. Chúng ta đéo biết được là khi mà chúng ta vào chơi tiếp cái Applet đấy, mẹ trẻ trâu nó có còn hay không, nó có vào hay không. Câu trả lời chắc chắn là có. Nếu như mà mọi thứ nó dừng lại ở cái ngày mà chúng ta cùng nhau ngồi đến lúc 7 giờ sáng ấy, thì mọi thứ đã tuyệt vời và tôi nghĩ là sẽ đéo thằng nào chửi cộng đồng Reddit ở Việt Nam cả. Nhưng mà đéo, bây giờ nhìn mà xem, chúng nó ghét người Việt Nam vãi đái ở trên đấy. Chỉ đơn giản là mẹ tô xích, lấn đất, vô văn hóa. Và nó cũng là một cái bài học đấy. Và tất nhiên là người hứng chịu cái hậu quả đấy là ai? Là tôi. Dễ hiểu nhất là như thế. Vì đéo phải là tôi là thằng chơi Reddit lâu. Đơn giản chỉ vì mẹ tôi là thằng chơi và được nhiều người để ý nhất.
Thế là sau trẻ trâu thì quay ra là dã mẹ ông streamer này thôi. Cái đấy là từ tháng mấy nhỉ? Rơi vào tháng mấy năm trước nhỉ, tôi cũng đeo nhớ. Nó cũng là một đợt mà tôi phải suy nghĩ nhiều vãi đạt đấy. Vừa vui là vừa buồn. Vì ngày hôm sau tôi có sự kiện đi theo game ở đây ở Hà Nội. Tôi nhớ là hôm đấy tôi đi cắt xong rồi mẹ về tôi đọc. Sau khi xong cái sự kiện đấy, tôi ngồi đọc thông tin ở trên mạng, tôi mới biết là mọi thứ nó nát bét con mẹ rồi. Tháng 4 à? À tháng 7 à? Ui thế còn lâu. Thế à, mong là năm nay tháng 7 mọi thứ nó vẫn ổn hơn. Nói về mẹ cộng đồng mạng ở Việt Nam thì thôi, đông vãi cả đái. Và tất nhiên rồi, văn hóa dùng mạng xã hội ở Việt Nam nó vẫn là một trong những nước có văn hóa thấp nhất. Sự thật nó là như thế. Cảm ơn Thắng nhé, cảm ơn bạn nhiều. Cảm ơn tất cả các bạn. A45 mới có một lần à? À ừ, thế thì cũng đéo biết được. Năm trước có đề xuất mẹ mày một năm có một lần. Chả biết được. Cảm ơn Hầu nhá. Cảm ơn nhiều. Nói thế chứ mẹ, chuyện gì đến rồi nó sẽ đến, chuyện gì qua thì nó sẽ qua. Chẳng qua nó rơi vào những cái ngày mà mình cũng đau đầu mệt mỏi vãi đái đấy. Cảm thi thật thà nhá. Ừ, cảm ơn em nhiều. Ui GoPro bây giờ mua làm gì nữa, mua mẹ pocket đi em ơi. Vừa rẻ hơn, quay lại vừa đẹp hơn. À gắn lên nón full face à? Thế thì tại sao không mua mẹ em GoPro của anh đi? Anh lại đang bán mẹ luôn đấy. Vứt không đéo để làm gì cả. Bán mẹ ai cho nó nhanh. Wow, anh cảm ơn Khánh nhá. Từ từ đã, đợi anh tí anh mở lên để anh đọc lại cái... Cảm xin đố con nhá. Cảm ơn nhiều. Em xem stream của anh cũng lâu lắm rồi. Chắc đến giờ anh cũng không nhớ em đâu. Nhưng mà em muốn nói là cái hôm cách đây 2 năm trước, em có nói cho anh biết là em đi nghĩa vụ và anh có chúc em. Bây giờ em đã quay trở lại đây báo cho anh biết thằng bộ đội này vẫn còn ủng hộ anh. Ờ, cảm ơn em nhiều nhá. Mà sao lại ghi chữ thằng bộ đội này? Mẹ, từ đấy đọc lên là lại hơi nhạy cảm em ạ. Chú bộ đội này vẫn còn ủng hộ anh. Nghe nó oách xà lách hơn hẳn đâu. Cảm ơn Trọng nha, cảm ơn Quân nha. Cảm ơn nhiều. Xem mèo hả? Ok, đợi một tí. Ngồi tí đã. Ngồi tí rồi xem. Chúng ta đã có những ngày vui với nhau. Thì tại sao có những ngày buồn chúng ta lại không tận hưởng với nhau bằng một không khí trầm vãi cứt nhờ? Đã đồng hành với nhau thì phải đồng hành mẹ qua mọi gian nan và đau khổ chứ. Rồi ngó qua một tí ảnh bên Thái nhá, xong rồi cho các bạn xem mèo nhá. Thôi cho ok cho các bạn xem mèo trước đi, rồi mình cùng nhau ngó ảnh bên Thái nhá. Ây nhưng mà tôi chết con mẹ rồi, từ từ máy tôi vừa mới cài lại, tôi phải cài lại cái phần mềm. Các bạn, cái phần mềm mà bình thường tôi stream lên tên là gì nhỉ? Tôi quên mẹ nó rồi. Xóa đi hết rồi. Xin lại cái tên cái. Nó là cái đéo gì nhỉ? Ờ, cái gì nhỉ? Nó Phước Nghĩa nhỉ? Không phải Lonely Screen. Tôi dùng cái khác. A-Power Miro, phải không nhỉ? Ừ, hình như là A-Power Miro hay sao? Đây, từ từ đợi tôi tí nhá. Ê đéo phải, trông nó lạ thế. Trông nó lạ vãi cứt ý. Má giời, đéo biết cái trang chủ nó là trang nào cơ. Ơ Power Shop à? Phải không nhỉ? Trông bay mẹ cái dép. Trang chủ nó là gì nhỉ các bạn nhỉ? A-Power Miro. A-Power Miro. Ừ đúng mẹ rồi. Thế nó phải là cái này chứ đúng không? Nó có phải trang chủ của nó là apowershop.us không nhỉ?
About. Ui đéo phải, mẹ nó phải là .com chứ. Ôi đúng mẹ rồi, nó phải. Ơ nhưng từ từ sao bọn này lại quảng cáo nhỉ? À ơ đúng mẹ bọn này rồi. Powershop.com. Ui tí nữa thì mình lại còn đao nhầm ở một cái trang khác. Mẹ mình giỏi thực sự. Rồi xong lại mất con mẹ nick. Hay lắm. Ấy hỗ trợ tiếng Việt luôn. Mẹ bọn này giỏi nhờ. Ui bây giờ bị nhạy cảm lắm các bạn ơi. Overthinking vãi cứt. Mẹ phải ngồi phân tích vãi đái trước khi bấm vào một cái link. Nó có vấn đề gì không? Nó có đúng app không? Bọn này bây giờ phà kè chuẩn lắm các bạn ạ. Dạ đun đáy dầm thực sự. Tại vì kênh tôi mới bị bay cho nên là đéo có mod làm việc các bạn ạ. Cho nên là hợp lý nhất là chúng ta nên cùng nhau chuyển sang chế độ member nhá, ok không? Để cho anh em đỡ spam nhá. À, tôi đang để anyone nữa. Trời ơi. Ok. Ok. Chuyển sang member các bạn nhé. Cảm ơn Hiếu. À, nó chưa ổn lắm em ạ. Cảm ơn em nhá. Cảm ơn em nhiều. Ơ sao cài lâu thế nhở? Ừ sao cài lâu thế nhở? Mẹ trông cứ sida thế đéo nào nhở? Ui đéo đâu chuẩn rồi đấy. iOS. Đợi tôi một tí nha, cái này nó hơi mới nha các bạn nha, tôi phải setting lại từ đầu. Zero setting. Nên nạp viết để lên độ phân giải 2K không nhỉ? Ủa, ngày xưa mình nạp viết rồi mà. Ồ, mẹ tôi là VIP. Phải cả cứt. Thật tuyệt vời. Đỉnh nhờ. Em kết nối được không? Ui, dạo này meo quảng cáo nhiều thế. Mẹ sau cái vụ này trông có vẻ thấy anh Độ Misi lùm xùm ở trên mạng. Trông có vẻ tiếp cận được nhiều người. Job đến liên tục. Hôm nay mà nhận quảng cáo là giàu lắm này.
Con mèo hả? Ôi bạn ơi, tôi cắm mắt vào cái điện thoại nên là tôi sợ không đọc được comment của các bạn nhá. Nhưng mà xin trân trọng thông báo với cả các bạn, móc khóa vịt sắp về rồi. À, sao có tiếng Trung Quốc ở đây? Nhìn này, móc khóa vịt của các bạn đang trong những giai đoạn cuối cùng, là dán chân, dán đít, sau đấy là kẹp móc khóa vào. Ui, các bạn nhìn nhiều không? Nhiều đéo chịu được. Một núi vịt, mà đây chỉ là con vịt của tôi, con vịt Misimoy trước. Sau khi mà làm xong con vịt Misimoy này, chất lượng mà ok, các bạn thấy ổn thì tôi sẽ làm hết những con vịt còn lại để cho các bạn sưu tầm nhá. Nhiều lắm, trời ơi. Còn đây là cái phòng nhảy của tôi. Phòng nhảy kết hợp với cả phòng yoga. Đấy, trông nó sẽ như này các bạn ạ. Ở bên dưới này thì tôi muốn làm cái dãy ghế để anh em có thể ngồi xem nhau nhảy. Xong ở dưới này có thể để được thảm luôn. Rồi là đối diện nó sẽ là gương. Ừ đấy, nó sẽ là gương kiểu kiểu như thế. Anh em thỉnh thoảng vào nhảy nhót cho nó xả bớt mồ hôi đi một tí. Trên này thì để tạm chữ yoga thôi, nhưng mà trên này tôi sẽ để trống, không để một cái gì cả. Để hôm nào tôi qua tôi nhảy nhót thử xem là nó có bị lẫn nền không. Nếu như nó không bị lẫn nền thì luôn tôi mới bắn chữ lên. Mà đấy nó sẽ là phòng nhảy các bạn ạ. Còn bên này là phòng studio, phòng quay. Phòng studio thì tôi đang thiết kế qua như thế này thôi. Chủ yếu là để đồ với cả là sắp tới nếu như mà bọn tôi live stream cái chương trình nào đấy ở bên phòng này, không cần không gian quá to thì bọn tôi có thể set up live stream ở bên này luôn. Ví dụ như là anh em qua ngồi chơi talk show nói chuyện với nhau, anh em qua chơi trò chơi, anh em qua set up làm mấy cái mini game thì bọn tôi có thể qua văn phòng này để bọn tôi quay. Đấy, cái phòng nó sẽ như thế này. Trống hết, không có một cái bàn gì cả. Này thì đang thi công, chắc là loanh quanh khoảng tháng nữa thì sẽ xong. Đấy, chỗ này thì có thể ngồi phỏng vấn luôn, có thể ngồi chém gió làm talk show. Còn đây là phòng học mà tôi đã nói với cả các bạn. Phòng này thì sắp tới tôi sẽ cho thuê với giá 150.000 đồng một tiếng. Bên dưới có chỗ để xe, có sẵn cả nhà vệ sinh, có cả điều hòa, có cả bảng, có cả đèn đóm và có sẵn cả bàn ghế rồi. Bạn nào mà có nhu cầu dạy học mà không có nhà riêng hay là chưa tìm được một cái lớp nào giá cả hợp lý thì các bạn sắp tới có thể liên hệ với tôi khi mà các bạn sẵn sàng để mở một lớp học rồi. Đấy, trông nó sẽ như thế này các bạn ạ. Từ từ đợi tôi một tí nhá, tôi bị bay con mẹ nó kênh ra rồi. À không, nó lại bình thường rồi các bạn. Ừ thì tôi sẽ học tiếng Anh ở đây luôn. Các bạn biết thứ mà tôi nhận ra sau chuyến đi Thái Lan vừa rồi là gì không? Là tôi ngu vãi cứt. Đúng ra nếu như tôi ý thức về cái việc học tiếng Anh sớm hơn thì nó không bị một cái rào cản, một cái ranh giới với những người khác. Tôi gặp người Trung Quốc, người ta cũng nói được tiếng Anh. Tôi gặp người Thổ Nhĩ Kỳ, người ta nói tiếng Anh. Tôi gặp người Thái Lan, người ta nói tiếng Anh rất tốt. Ừ, tôi gặp mẹ mấy cái kiểu đồng nghiệp với cả đối tác, mẹ người Philippines, người Indo, người ta nói tiếng Anh như giò. Mỗi tôi, trong khi người ta đánh giá tôi là một trong những streamer lớn nhất ở Việt Nam. Thằng này giỏi, thằng này view cao, nhưng thằng này đéo biết nói tiếng Anh, thằng ngu vãi cứt. Thằng này đi đâu cũng phải có phiên dịch. Thằng này nói tiếng Anh nghe buồn cười vậy đấy. Nói xong phải sorry, mày nói con đéo gì đấy. Ừ, kiểu như thế. Nên là cái việc mà đi học tiếng Anh với tôi là điều cấp thiết ở thời điểm bây giờ, chắc chắn tôi phải đi học. Tôi không thể ngu mãi như thế này được. Nên là sắp tới lớp này sẽ có một lớp để tôi học các bạn ạ. Còn lại thì có mấy anh em tôi học. Đây, bảng đây, trên này có máy chiếu nữa. Tôi không biết được là cái mô hình học tiếng Anh của mọi người bây giờ nó như nào, nhưng mà tôi cố gắng set up làm sao để phục vụ cho việc học của tôi cho nó tiện nhất đã. Bao gồm bàn cá nhân này, bàn giáo viên này, có dây cắm vào máy chiếu này, có bên trên có cái cuộn trần của máy chiếu kéo xuống để dùng được luôn này. Đấy, đấy là những thứ cơ bản nhất tôi nghĩ là của một phòng học, nên là tôi thiết kế như thế này. Để tôi nghĩ chắc là nó ok. Còn đây là phòng cà phê của trên tầng 7 của bọn tôi. Hiện tại có một cái phòng cà phê nhỏ nhỏ rồi, nhưng mà tôi muốn có một cái không gian để sắp tới các bạn nhỡ mà có họp thì các bạn có thể ngồi họp được ở đây luôn. Sau đấy là các bạn có sinh nhật hay là có party gì của công ty thì có thể lôi nhau lên trên này ngồi cho nó rộng rãi và thoải mái. Tận dụng cái góc ở trên công ty tôi có thể nhìn ra được hai hướng, nên là tôi mở rộng cái phòng cà phê ở bên trên tầng ra cho mọi người có chỗ thoải mái hơn. Đấy, nó sẽ rộng như thế này. Có cả ghế sofa các thứ luôn. Thì cái phòng này nếu như mà có party gì cả công ty của tôi lên, cả công ty tôi bây giờ nó đâu đấy khoảng 30 người lên đây thoải mái. Sinh nhật, sinh nhẽo các thứ, ok la. Mà cái
cái kiểu thiết kế của nhà tôi với cả văn phòng tôi thì các bạn biết rồi đấy, nó chả theo một cái đéo gì cả. Cứ làm sao gỗ gỗ đá đá vào trông cho nó hợp phong thủy nhất thì tôi cứ thế mà tôi đắp vào. Ừ đấy, các bạn nhìn thấy giống phòng sờ chim tôi, giống vãi cả cứt giống cái nhà tôi đang ở này. Nó chỉ loanh quanh mấy cái giả bê tông này, tường gạch này, đấy, nó chỉ như thế thôi. Đây là tôi hôm trước đi nhuộm tóc. Nhuộm tóc nhưng mà tôi nhuộm lâu rồi đấy, tóc tôi màu nó như thế nhưng sau khi mà nhuộm xong thì trông nó sẽ như thế này. Còn đây là nhà tôi hôm trước sang nhà ngoại ăn cơm. Nhà tôi thì các bạn biết rồi, cứ mỗi lần sang bên nhà ngoại ăn cơm thì kiểu đéo gì nhà tôi cũng sẽ chụp một cái ảnh kỷ niệm ở trong thang máy. Và nếu như bây giờ tổng hợp lại hết ảnh chụp ở trong thang máy từ nhà tôi thì ối rồi ôi nhiều. Không thấy mắt con rồi, ok, cười nào. Nhi cười nào. Cười như nào cũng được nhưng mà Nhi là cười nha. Ok, nào, 1, 2, 3. Đi. Trông ghét không? Dạo này mẹ nó mua cho nó mấy cái áo mặt cười ấy. Có đủ các màu luôn. Màu tím này, màu gì, màu cốm à. Ừ, trông chúng nó mặc trông hip hop vậy. Trông đáng yêu vậy cứ. Đây là cái hôm mà tôi bị hack. Cái hôm tôi bị hack kênh YouTube lần đầu tiên. Các bạn biết không, buồn cười ở đấy. Một ngày đẹp trời, thằng Bung Mai nó vào nhà về nhà nó qua nhà tôi chơi. Nó ngồi vào máy tôi đăng nhập cái Gmail của nó vào đấy. Thế là hôm tôi bị mất, tôi thấy sign out hết tất cả những cái nick Gmail tôi ra rồi, trong đó có cả nick của thằng Bung Mai, Nguyễn Văn Ngọc. Hôm đấy tôi phải gọi điện ngay cho nó, lúc đấy là tầm 5 giờ sáng rồi nó đang ngủ. Alo. Dậy vào Discord có việc nhanh. Vâng, em dậy giờ. Vậy bảo làm sao anh? Mày mất kênh YouTube rồi đấy, mày vào xem đi. Nó bảo em vẫn bình thường. Bảo kìa. Email nhà mày, cái Gmail của mày đăng nhập ở nhà anh, mày mất thì mày phải mất luôn. Như bảo không anh, em một tháng em đổi pass một lần mà. Thằng này cẩn thận, được. Chất chơi người rơi đấy. Đây là cái hệ thống Stream Deck nhà tôi. Các bạn biết Stream Deck là gì rồi đúng không? Là để mỗi lần mà tôi cần bật nhạc gì gái, tôi sẽ bấm cái là tôi bật được luôn. Mỗi lần tôi cài lại Win, tôi cẩn thận, tôi cứ phải chụp lại cái này một cái. Mặc dù tôi save profile rồi, nhưng mà nhỡ profile đấy hỏng, tôi còn phải biết được là nút nào tôi đang để ở đâu. Chỉ nhớ kém nó thế. Đây là tôi hôm trước vừa mới đi đá bóng với cả thằng Bô Béo. Hôm đấy bạn nào ngoài sân bóng thì các bạn biết, mẹ tôi hét to vãi cứt, mẹ mày về cắt móng tay đi. Nhìn này, tôi với nó va chạm với nhau một tí thôi, mẹ tôi thì xót vãi cứt. Đây cái vết này chắc bây giờ vẫn còn. Đây này, vẫn còn màu đỏ đây này. 2 tuần rồi, hơn 1 tuần trôi qua rồi. Từ ngày mùng 2 tháng 4 cho đến bây giờ là đúng 1 tuần trôi qua rồi. Tay tôi vẫn như thế này, một cái vết đỏ lòm to đùng. Nhìn này, trông vãi cứt. Mẹ tôi đi tắm thấy sót đéo chịu được. Đây là tôi chụp cái ảnh vào lúc 11 giờ đêm. Lúc đấy kênh YouTube tôi mới lấy lại được lần đầu tiên. Tôi bị mất 3 lần các bạn nhé. Đây là con mèo. Đấy. Con mèo này lúc này là vừa mới lấy về. Trông ghét không? Con mèo này thằng Nhu Nhi với thằng Thùng Sói đặt tên là Cá. Gọi là con Cá. Bảo tại sao các con đặt tên là Cá? Tại vì con mèo sẽ thích ăn cá nên mình sẽ đặt tên là Cá bố nhé. Thế là tôi cũng gọi nó là Cá. Đấy. Chăm lắm. Cho mèo đi ngủ là cho mèo đi ngủ lên. Xong rồi nhà tôi có cái kẹp tóc, kẹp vào cái cửa này là nó sẽ ngủ ở trong đấy. Ô, con mèo này ngoan cực, nó không kêu, nó không cào cái. Có thể là bây giờ nó ngoan thôi, hoặc là nó vừa về, nó phải cố tỏ ra mình là một con mèo ngoan. Nên là cả nhà tôi đang rất là yêu quý nó. Thằng Nhu Nhi suốt ngày chơi với cả nghịch nhau với nó. Đấy, nhìn này. Suốt ngày ra ngoài chơi đi bạn ơi. Trông có khó chịu không? Đấy, từ ngày có con mèo thì hai thằng này cũng chăm lên tầng hơn. Ừ, đấy. Suốt ngày nghịch mèo. Hôm trước thằng Nhu Nhi vừa ngồi khóc xong. Tại vì vợ tôi bảo là nó hay tóm đuôi con mèo lắm. Xong rồi tôi bảo là thôi, mình sẽ giả lại con mèo này, không nuôi mèo nữa. Thế là nó sẽ ngồi khóc. Suốt ngày tóm đuôi con mèo. Mà các bạn biết, tôi không biết được mèo ta, mèo Tây nó khác gì nhau hay không. Nhưng mà mẹ tôi từ nhỏ đã dạy tôi rồi là nếu như tóm đuôi con mèo là sau nó sẽ bị sợ người. Đấy, này, suốt ngày ngồi vuốt ve thế này này. Như kiểu đồ chơi của chúng nó ấy.
nó đi ngủ cũng không yên, cũng phải mở cái cửa chuồng ra để nghịch nhau với cả chúng nó. Mà con mèo này được cái là nó cũng dạn. Nó đang thèm nhỏ dãi thôi. Ê nhưng mà nó cute nhở, trông còn xinh vậy. Mà chân nó lại còn ngắn ấy, mặt nó trông đáng yêu ấy. Con này tôi thấy bảo là giá nó đâu đấy khoảng 25 triệu. Nhưng mà bạn ấy, con mèo này bạn ấy không lấy tiền, bạn ấy tặng. Bạn ấy bảo là khi nào sau này nếu như mà nó đẻ thì bạn ấy xin lại một con là được. Ui hai thằng nhà tôi nó thích lắm. Đây hôm trước có bạn nhắn cho tôi là cái camera của công ty tôi bị hack. Nhưng mà thực ra nó cũng đéo phải bị hack. Nghĩ đi nghĩ lại tất cả những cái câu chuyện thì rõ ràng là cái cookie của máy của tôi nó bị lấy con mẹ hết rồi. Trong đó có luôn cả pass của camera nhà tôi, cả của công ty tôi. Thì thực ra là camera ở công ty thì nó cũng chả quan trọng gì đâu, vào xem thì kệ mẹ nhà nó. Tôi đổi pass rồi. Từ đầu tôi nghĩ câu chuyện sâu xa là hack, thế đéo là hack vào được cả camera. Nhưng mà cái bảo mật của camera cái hack này thì nó hơi lởm. Các bạn chỉ cần có IP, à chỉ cần ID với cả có pass vào phát nhập và phát là xem được luôn. Xin lỗi, uống miếng nước đã nhá. Hôm trước tôi quay cái clip này để tôi hỏi anh trai hay lắp máy tính cho tôi, bảo anh ơi hình như là nó bị hết nước rồi sao. Thấy nó nhiều bọt vậy đấy nhưng mà đéo phải. À, mùa hè đến rồi các bạn ạ. Thằng Nhu Nhi bắt đầu mặc áo ba lỗ và mấy cái áo ba lỗ ngày xưa của nó bị chật mẽ rồi. Hôm trước mang một cái áo ba lỗ xuống cho nó mặc trông giống con đuông dừa vậy. Xem áo ba lỗ mà. Quay đây một xem nào. No no no. Xem nào, xem mặc áo ba lỗ trông nhà nào, trông buồn cười thế. Trông buồn cười vậy thế. Trông nó bị cute. Không lấy súng của robot. Xong rồi con nhét lại cho cũ của bố nhá. Đâu để lại cho bố xem nào. Đáng yêu vậy thế. Cute không chịu được. Đấy này. Suốt ngày nó chơi với cả con mèo như thế này. Đi ra đây đi, đi ra đây đi. Chăm chơi phết đấy. Đây là bọn tôi hôm đi Thái. Hôm đi Thái thì mấy anh em tôi lúc nào cũng thế, sân bay thì nó cũng chả có cái mẹ gì đâu. Chỉ ra đấy tập trung nhau xong rồi đá bắt phở thôi. Mà hôm đấy bọn tôi ra hơi muộn. Thực ra đéo phải bọn tôi ra hơi muộn mà bọn tôi ra đứng đợi thằng Nhím lâu vãi cả cứt. Đủ 4 anh em rồi đứng bao nhiêu lâu. Xong có một chị ở sân bay, chị chắc làm việc sân bay thế, chị ra. Chị hỏi, chị ngồi nói chuyện hỏi mấy câu kiểu: "Ơ em là Độ đúng không?" "Vâng đúng rồi." "Thấy trên mạng thấy bảo mày giàu lắm, thế một tháng mới kiếm được bao tiền?" "Mà ok chị." "Chị hỏi khó thế, tháng chắc em kiếm được chục triệu." "Bảo thế à, thế mấy em đi đâu đấy?" "Bảo bọn em đi công tác Thái ạ." "À, thế à, thế mấy đứa bên cạnh này là gì?" Tôi thấy bà chị cũng hồn nhiên thì tôi hồn nhiên lại: "Dạ đây là ekip của em ạ, đây có bạn." Tôi chỉ thằng Dep, tôi bảo: "Đây bạn này là make up anh ạ, à, chị ạ." Bảo: "À à à." Xong thằng Ben cũng chạy ra bảo: "Em là làm tóc chị ạ." Mẹ tóc tai trông. Đây, thợ làm tóc với cả thợ trang điểm của tôi. Ra bú bát phở. Mỗi thằng đá được bát phở nên mẹ em trông vào bát phở sân bay này. Nhưng mà đá đéo ăn được hết. Vừa làm được hai gắp cái mẹ người ta chạy ra, người ta bảo: "Mẹ mày chúng mình có đi Thái không? Không rồi máy bay tao bay mất này." Đá vội được nửa bát phở, mẹ cả lũ mò đi luôn. Đây là chụp cái ảnh trước khi mà bọn tôi sang Thái theo yêu cầu của Nemo. Mặc dù mấy anh em tôi thì ảnh chụp với nhau suốt ngày mẹ rồi, nhưng mà Nemo bảo là bọn anh phải chụp cho em một cái ảnh check in ở sân bay Nội Bài để bọn em còn lên trên fanpage. Thế là anh em tôi miễn cưỡng chụp cái ảnh. Chụp cái ảnh xong rồi đến Thái Lan thì bọn tôi chia tiền, tại vì lúc nào cũng thế. Đi công tác nước ngoài tôi luôn là thằng đứng ra phải đi đổi tiền cho chúng nó. Ừ, khổ như chó ấy. Làm anh mà đéo khác gì làm cu ly cả. Chúng nó sẽ order là em cần đổi, ví dụ mỗi thằng 10 triệu chẳng hạn, là anh Lộ lại phải lóc cóc đi đổi tiền cho chúng nó. Xong rồi đến lúc ra sân bay bắt đầu chia cho bọn nó. Tránh cho người ta đi. Cô anh thì có chưa? À, cô anh có rồi. Mẹ,
cay vãi cứt, dạo này cỏ lúa bằng nhau lắm. Bộ vét rồi chắc chắn là không phải. Nó cay à, nó cay chống trộm à, nó cay chống trộm. Con mẹ thề chả nhìn thấy con mẹ gì cả. Các bạn thông cảm nhé, quên mất đấy, không nhắc với cả các bạn. Tại vì clip bọn tôi đi, tôi cũng chưa qua chỉnh sửa, chưa qua edit gì cả. Nên thỉnh thoảng nhỡ ở bên ngoài đời, thỉnh thoảng tôi vẫn nói bậy. Nhất là đi với cả mấy thằng em tôi hay chửi chúng nó. Nên là nhỡ tôi có nói bậy các bạn thông cảm hộ tôi kìa nhá. Anh chị nào đang bật tivi hay là cô chú nào đang xem với các cháu nhỏ hay là các con ấy, thì cô chú vui lòng tắt tivi đi hộ cháu, nhỡ đâu có câu mấy câu bậy vào cái là ảnh hưởng đến cả gia đình văn hóa. Cô chú thông cảm hộ cháu nhá. Bóc con mẹ trong trộm đi. Đây đây đây, em mắc màn hình không? Đây mọi người nhìn thấy chưa? Đấy. Bọn tôi thì văn hóa lúc nào cũng thế các bạn biết rồi đúng không? Đi ăn uống gì hay là có bất cứ một cái gì mà cả lũ đi ăn với nhau, bọn tôi hay quay ra thằng nào giả tiền thế cho nó nhanh, đỡ phải cái tình trạng tranh lên rồi. Anh để em để anh giả cho. Bọn tôi toàn như thế. Ừ, quay mẹ cho nhanh. Không có gì. Phục hồi này. Rồi ok, bay một lần duy nhất. Một lần duy nhất. Một lần duy nhất. Ai đây, ai đây? Một lần duy nhất. Ui, tên dài lắm. Ôi đây, ôi đây. Lâm Đình Quang. Ê, các bạn biết làm gì không? Bọn tôi quay ra thằng nào đi mua thuốc lá. Tại vì sang Thái thì mẹ từ đầu người ta bảo là không được cầm pot sang. Nên là anh em tôi chọn phương án là mua bao thuốc. Tại vì đến lúc đến sân bay Thái rồi đợi mọi người tập trung lâu quá. Thế là quay chúng thằng Bô đi mua thuốc. Thằng Bô vừa đi cái tôi gặp ông Anh có bao thuốc. Thế là bọn tôi ra ngoài hút, kệ mẹ nó đi mua. Ở đấy, đây, bọn tôi ba anh em đi ra ngoài hút. Ừ, kệ mẹ cho thằng Bô đi mua thuốc lá. Nó mua về đéo ai hút được mà. Uầy, tôi mượn được cái xe này thích vậy đấy. Xe của bạn Idol. Đây. Phê lòi mẹ luôn. Camera hơi kém nhờ. Ghê. Đây, dầm lái nha. Đây. Cười tôi lên. Phê vãi đái các bạn ạ. Lần đầu tiên được đi quả vali luôn đấy. Mà bảo đi được bao lâu đó, đi được nhiều lắm, đi được xa lắm. Nhưng mà nhìn cái thiết kế của cái vali này trông có vẻ đéo để được nhiều đồ. Nhỉ. Trông hơi lờ. Nhưng mà thích. Đây, đây là bữa ăn đầu tiên ở Thái Lan của bọn tôi. Ui, tôi phục thằng Bô thật sự luôn đấy. Kinh khủng vãi đái. Tôi chưa giờ thấy một thằng ăn đồ sống giỏi nó luôn. Các bạn nhìn cái đĩa này nhá. Cá hồi sống, ừ ăn còn đỡ đúng không? À, tôm sống. Lần đầu tiên tôi thấy có thằng ăn ghẹ sống. Mẹ mày nó tanh đến cái mức khủng khiếp mẹ luôn. Đây là miếng mực người ta đã luộc chín rồi. Tôi ăn thử một miếng. Ui. Nó tanh vãi cứt. Mà tôi liếm thử vào một miếng ghẹ sống. Mặc dù người ta đã có chanh, có sốt, có xiếc đéo gì mà tôi vẫn đéo nuốt được. Anh ỉa mẹ luôn. Đây. Ngồi đớp vãi cứt. Mà sau quả đớp này cái thằng này đi ỉa 3 ngày đéo hết. Hôm đéo nào đi cũng cầm đít. Anh ơi mẹ em muốn đi ỉa. Anh ơi em muốn đi ỉa. Này. Húp vậy đấy. Thằng Ben lừa nó. Bảo là mang ra đi, hai anh em mình cố gắng ăn hết. Anh ăn hộ mày. Xong ra thằng Ben nó đéo ăn. Thằng này nó ngồi nó đớp mẹ hết cả đĩa đấy. À, mèo nha. Đây là khách sạn bọn tôi ở. Tiêu chuẩn của bọn tôi lần này đi là mỗi thằng được một phòng. Mà cũng hên xui, có phòng thì hai giường, phòng thì một giường. Phòng tôi có hai giường. Mà thôi một mình tôi ngủ thì thôi hai giường cũng được. Hôm tôi ngủ giường này, hôm tôi ngủ giường kia cũng thích. Mà bọn tôi cũng đi suốt nên là cũng đéo ở phòng. Phòng chỉ chạy với ngủ thôi. Đây là view. View từ cái cửa sổ phòng tôi nhìn ra. Trông các bạn nhìn này. Bangkok. Mẹ mà toàn nhà là nhà. Nóng đéo chịu được nóng. Nóng mẹ mày 39-40 độ. Mà bọn Thái Lan tôi đi nhiều lần rồi nhá. Nó bị cái kiểu là tại vì ở ngoài trời nó rất nóng cho nên là nó lại còn thừa điện cơ. Cứ vào trung tâm thương mại hay là vào khách sạn nó bật mẹ điều hòa chắc phải 16 độ rưỡi. Lạnh mẹ thấu xương thấu thịt mẹ luôn. Nhưng mà đi ra ngoài trời thì lại nóng. Ui mấy thằng bị xoang như tôi khổ đéo chịu được. Thở đéo thở được. Tối ngày hôm đấy thì tôi đi ăn với cả bên Nemo với cả bên mấy anh em đối tác các thứ. Cho nên là tôi đi riêng. Còn mấy thằng cu em tôi thì nó đi chợ. Ở trong cái clip lúc mà tôi ra sân bay tôi đã bảo là tôi đéo quay vlog đâu. Tại vì đi tôi nhiều việc lắm. Nhưng bọn nó cứ bảo là anh lôi cái máy quay ra đi. Anh chỉ cần quay cho bọn em cảnh mở đầu thôi. Còn lại thì bọn em sẽ tự quay cho anh hết. Thế là tôi làm đúng như những gì chúng nó nói nhá. Tôi quay phần của tôi là ở sân bay. Sau đấy là lên xe di chuyển về khách sạn. Đấy là tôi quay xong hết rồi. Xong đến tối tôi bàn giao lại cho chúng nó. Là đây tao cầm theo hai con pocket. Chúng mày cầm ra chợ đi quay được gì thì quay. Chúng nó ra chúng nó quay rồi đấy. Nhưng mà về tôi chưa kịp edit clip. Thì cái này tôi sẽ edit rồi tôi up lên kênh sau các bạn nhé. Có lẽ là nếu như chiều ngày mai với tối ngày mai mà tôi rảnh tôi sẽ ngồi edit luôn. Để ngày kia nếu như mà tôi đi công tác rồi thì tôi sẽ post lên trên kênh cho các bạn. Ít ra là có ai xem trong mấy ngày tôi nghỉ. Đây là bia của Thái Lan. Ui bia này ngon dã man các bạn ạ.
bia Trang. Mỗi tội là chai nó hơi to. Chai nó khoảng 750ml. Phải cả bìu thật. Nếu mà tầm này mà các bạn sang Thái Lan ấy, thì các bạn sẽ thấy những cái cửa hàng cannabis này nó mọc mẹ khắp nơi. Tại vì bên đây nó hợp pháp mà các bạn. Đầy mẹ luôn, chỗ đéo nào cũng có. Đây, buổi đầu tiên tôi đi cả bên Nemo, sau khi mà ăn uống xong rồi thì đi lượn cái chợ. Quả chợ sôi động vai đái. Đỉnh đéo chịu được. Nhưng mà hơi ồn ào, hơi đau đầu. Xong uống rượu no say bét từ lại nhà, xong rồi bọn tôi về. Uầy, đây tôi còn nhớ. Say đéo chịu được say, tôi còn gửi clip cho mấy thằng em, xong tôi quay xong tôi còn đéo gửi cơ. Nhìn mặt tôi hơi say các bạn thông cảm nhé. Em ạ, anh say vãi lột say. Say vãi lột. xong rồi, tôi quay xong tôi quên mẹ mất tôi đéo gửi cho chúng nó. Về nôn thốc nôn tháo. Đây là ngày hôm sau. Ngày hôm sau thì bọn tôi có book được một quả quả thợ trang điểm ở bên Thái Lan với giá là bao nhiêu ấy nhỉ? 1.500.000 baht một người à? Nó rơi vào đâu đấy khoảng 1.000.000 đồng, 1.400.000 một người hay sao nhỉ? Đúng rồi, 1.500.000 một người, 1.500.000 một mặt, đúng nhỉ? Tôi đéo nhớ lắm. Phát cả bìu, nghĩa là bọn tôi 1, 2, 3, 4, 5 năm thằng là mất đâu đấy khoảng 5-6 triệu gì đấy tiền make up, nhưng mà đéo make up cũng đéo được. Ừ, là thôi bọn tôi phải giã. Đây, từ đầu thằng nhím nó sẽ để tóc như này này các bạn này, trông buồn cười vãi lìn. Mai ảo, cho cô teo đồ. Không được quá. Nó bảo là kiểu này kiểu đéo gì nhỉ? Nó bảo là kiểu đéo gì đang chen bây giờ nhỉ? Thế tôi nhìn hài đéo chịu được. Đây là lúc bọn tôi make up xong. Ừ, xong rồi chuẩn bị đi xuống sự kiện. Chụp mấy cái ảnh, nhưng mà cái nhà vệ sinh này chụp ảnh trông nó cứ thế đéo nào ấy. Pha mấy con ảnh xong rồi, tại vì 2 giờ rưỡi mà tôi đã make up xong rồi, 4 giờ mới phải tập trung ở bên dưới, đéo biết làm gì cả. Ngồi quay clip linh tinh, quay clip biến hình. Nhưng mà cái đấy phải dựng lên cơ. Đúng ra là ngày hôm nay nếu như mà chiều tôi không có việc là tôi đã ngồi tôi dựng hết cái clip vlog để cho các bạn ngồi xem, rồi tối anh em có cái xem cười ỉa mẹ rồi. Chẳng qua tự nhiên mấy thằng hacker lỏ mẹ mày nó cứ chơi kênh tôi, thế là thành ra tôi đéo thời gian tôi làm chứ. Cú đéo chịu được. Nhím ơi. Nhím. Dạ. Em yêu anh. Anh nhím trông đẹp dai vãi cả cứt. Thế trông giống bartender vãi luôn. Không bị thịt vậy. Tổng tài. Thằng ấy lúc đéo là cũng anh độ chụp ảnh tổng tài cho em đi. Trông tổng tèo vãi cứt. Đây là lúc xuống tôi có nhờ mấy anh em ở bên FBTC chụp cho cái ảnh, nhưng mà mày ăn mấy thằng nó chụp cái ảnh sao chụp bọn tôi tèo đéo chịu được. Ê, cái này các bạn xem trên mạng rồi đúng không? Ủa, có bạn nữ này xinh đéo chịu được, xinh vãi cứt luôn ấy. Bạn này người Thái mà như là lai Tây sao ấy. Mẹ mày xinh đến cái mức mẹ tôi đang ngồi trong chúng nó còn ra dắt tôi ra, bảo ui anh ơi ngoài này có bạn xinh lắm anh ơi, anh phải ra đây anh xem. Tôi ra công nhận xinh thật. Xong rồi ra hút thuốc. À không, bọn nó gọi tôi xong. Xong tôi ngồi ngó một lúc. Ừ, tôi chụp cái ảnh, tôi thấy thằng nhím đang chụp ảnh với cả bạn đấy, tôi chụp cái ảnh. Xong rồi tôi lại ra chỗ tôi ngồi. Tôi vừa ngồi xong thì tôi thấy ba gà. Tôi bảo ui ba gà, bạn phải ra đây. Mẹ có con bé này xinh dã man luôn. Thế là tôi lại dắt ba gà ra. Ừ, bảo bạn ấy xinh không? Xinh. Thế bạn có thuốc lá không? Có. Thế anh em đi hút thuốc đi. Ừ. Đấy. Thế là nhờ một bạn nữ xinh vãi cứt ở bên Thái nên tôi xin được điếu thuốc lá. Thế là hai anh em tôi ra ngoài hút thuốc, ngồi chém gió, bốc phét với nhau một tí. Ừ. Xong rồi làm con ảnh kỷ niệm. Thì tại vì anh em tôi hơi lùn, chiều cao hạn chế, cho nên là nhờ can thiệp phần mềm thì trông bọn tôi đã cao giống kiểu 1m8 rồi. Chụp ảnh xong nhưng mà ngoài này nóng quá các bạn ạ. Mẹ mà trong nhà này còn mát, ngoài này chụp lúc toát cụ nó mồ hôi. Thế là đéo chụp nữa, bọn tôi lại đi vào trong. Các bạn nhớ ông này không? Ông này là ông streamer năm trước vừa mới sang Sài Gòn để dự Nemo Gala. Xong tôi có đi uống rượu với cả ông ấy. Đéo biết các bạn còn nhớ không, nhưng mà tôi kể các bạn là tôi uống rượu với ông ấy say vãi cả cứt. Xong rồi mẹ bọn tôi còn lôi Instagram ra xem thằng nào nhiều follow hơn thì thằng ấy đéo phải uống. Ừ, thằng nào ít hơn thằng ấy phải uống. Xong tôi với ông ấy bằng follow nhau ấy. Ừ, đấy là câu chuyện của năm trước. Năm nay tôi lại gặp lại ông ấy. Hai thằng ngồi bắt tay nói chuyện một tí. Các bạn biết nó cao mét bao nhiêu không? Mẹ nó cao mét 87.
Và các bạn biết nó bao nhiêu tuổi không? Ngồi nói chuyện từ năm trước đến năm nay mới lòi ra ông nhõi này mới 24 tuổi. Xong lúc tôi bảo là tôi 35 tuổi nó giật mình vãi cả cứt. Bảo uầy, tại sao mày có thể già như thế nhờ? Hai đéo chịu được này, nhìn ôm vai bá cổ của tôi này. Cao hơn tôi hẳn một cái đầu luôn mà. Đấy, chém gió xong rồi thấy chị Mickey chị đến. Con Thi này thì nó bay phát là nó ra đây luôn. Nó bay vào sáng hay sao ấy. Xong chiều nó vừa bay ở đây nên là nó đến hơi muộn. Thế là đúng ra nhá là Mithy nó sẽ đi thảm đỏ riêng. Các bạn xem Nemo Gala rồi đúng không? Thì đúng là Thi nó sẽ đi riêng, team bọn tôi đi riêng. Nhưng mà tại vì Thi nó đến muộn quá nên là đi qua cái phần của nó rồi, phải chám người khác vào. Thì đến lúc đến bảo là thôi mẹ đi với cả mấy anh em tao luôn cho đỡ buồn. Thế là mấy anh em tôi đi với nhau luôn. Nhím cười gượng thế, cười tình cảm lên thế nào? À, với cả nếu như các bạn xem Nemo Gala, các bạn nhớ quả tôi đưa mic rồi Thi bị, thề tôi bị quê dã man luôn ấy. Trước khi lên tôi đã bảo với nó rồi là kiểu gì người ta cũng phỏng vấn, thì tao sẽ là người trả lời phỏng vấn trước. Sau đấy là tao sẽ đưa mic sang cho mày, thì mày nên nói vài lời thì nó hợp lý hơn. Tại vì người ta xem Nemo Gala, nhiều fan của mày nó ngồi đấy để nó xem mày nói cái gì, mày cũng phải chào mấy câu. Anh em thôi thống nhất ok như thế rồi thì các bạn thấy không? Tôi nói mấy câu tôi chào xong rồi thì tất nhiên là trong khuôn khổ của cái thảm đỏ đấy thì mình nói càng nhanh càng tốt, nói cho nó gọn thôi. Tôi nói xong phần tôi đưa cái. Chị MC, chị đéo biết tiếng Việt. Chị tưởng tôi nói xong mẹ nó rồi, chị thánh kiều lướt. Thế là mấy anh em tôi kiểu tôi đưa mic cho nó bị quê vãi cả đài luôn. Thề, đéo biết phải làm như nào. Vừa mới ra cái tôi phải bảo ui Thi anh xin lỗi mày nha mẹ mày. Anh tự nhiên anh vừa làm anh quê mà anh lại vừa làm mày quê. Và thôi không sao mẹ, chị không biết tiếng, chấp nhận vậy. Đấy, xong anh em tôi chụp mấy cái ảnh chu choe. Ừ, tại lâu không gặp nhau. Xong rồi bọn tôi vào phòng nghỉ. Tại vì khi mà đi thảm đỏ xong rồi thì bọn tôi có 2 tiếng để nghỉ ngơi. À 1 tiếng để nghỉ ngơi. Cái giờ đấy là giờ để ăn nhẹ. Nên là bọn tôi quay trở lại phòng chờ. Quay lại phòng chờ thì lúc đấy đúng lúc hoàng hôn xuống, thằng Bô bảo là mẹ anh ơi anh sáng đẹp quá, anh chụp cho em mấy cái ảnh được không? Thì tôi cũng chụp cho nó mấy cái ảnh gọi là tổng tài để nó đăng lên trên Facebook đấy. Trông đẹp vãi cứt ra đấy, đúng yêu cầu của nó nhá. Chụp ảnh tổng tài có ánh mặt trời đúng không? Trông mẹ đẹp luôn, má phính luôn. Sau khi chụp ảnh tổng tài xong thì bọn tôi vào phòng chờ. Đây là phòng chờ các bạn ạ. Phòng chờ này thì mọi người có thể vào đây ngồi đợi, sau đấy uống nước, rồi là ăn hoa quả, trái cây gì đấy. Còn bên ngoài sẽ có buffet để mọi người thích thì mọi người ra ăn cơm, xong rồi ăn bánh ngọt các thứ. Nhưng mà vào đây thì mẹ các em bận quay TikTok vãi cứt. Đây. Tôi là thằng ngồi quay cho chúng nó từ đầu đến cuối mẹ luôn. Mà nếu như không có người vào trong cái phòng này ấy, thì tôi nghĩ là chúng nó vẫn bắt tôi đứng đây quay thêm khoảng 30 phút nữa. Chúng nó nhảy kiểu đéo gì chúng nó cũng đéo ưng. Chúng nó đang học lắc đít. Tổng tài đéo hút thuốc trông phèn thế địt mẹ. Đấy, trông thế trông còn ok hơn. Tôi với cả hai thằng này chụp ảnh tổng tài, còn ba đứa kia thì nó học nhảy. Đây, xem thành quả học nhảy của chúng nó đây này. Đâu nhỉ? Đây. Đây là tôi cầm suộc từ đầu đến cuối luôn đây nhá. Để tôi xem có tổng cộng bao nhiêu clip nhé. Chúng có học nhảy nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đúng cái thứ 10 là cái mọi người vào bảo là sắp đến giờ rồi mọi người ra ăn nhẹ đi, không thì tí nữa không kịp chương trình. Đây là cái thứ 10 đây. Hình như cái này là cái nó đăng lên trên TikTok thì phải. Tôi nghĩ là chắc là cái đấy là cái nó đăng lên top đấy.
Xong rồi, người ta đã giục bảo là anh chị ơi ra chương trình, à đi ăn đi, còn ra chương trình. Mà thằng này nó vẫn ngồi vắt chân ở đây, nó bảo anh phải chụp ảnh tổng tài cho em. Đây nhá, tôi đã chụp ảnh cho nó rồi. Đúng không? Các bạn nhìn nhá, tôi lấy cái phông đằng sau màu đen để không bị dính cái loa với cả cái đèn. Đấy, tôi chụp cho thằng này xong. Đủ các loại ảnh tổng tài, xem đồng hồ, ừ, ngó này ngó nọ các thứ. Xong rồi, định đi rồi thì thằng Dép lại nhảy vào, anh ơi anh chụp cho thằng Bô, anh chụp nốt cho em đi. Tôi lại chụp ảnh tổng tài cho thằng này. Đâu nhỉ? Đây, lại đến thằng này. Ngồi vắt va vắt vẻo. Ừ. Nha, cái này đến lúc crop lên tí là nó sẽ đẹp nhá. Đấy là chụp xong nhá. Xong rồi lại đến thằng Nhím, anh ơi chụp cho em đi. Ừ, xong lại đến thằng này. Tổng tài đéo ơi mẹ, chân cứng hết cả lên. Đâu nhỉ? Chân tổng tài đâu? Đây. Tổng tài chân vẹo vãi cả cứt. Trông mẹ em giống ảnh mừng thọ vậy đấy. Xong rồi, tự nhiên các em được chụp ở đây rồi, tôi đéo được chụp thì tôi cũng cảm thấy là thiếu sót. Thế là tôi bảo thôi để tao ngồi vào, chúng mày chụp cho tao y hệt như thế là được. Xong rồi nhìn này, nó chụp cho tôi này. Mẹ em loa này, chân này, mẹ em tường này, rèm này. Trông tôi đéo biết phải crop cái kiểu gì để trông cho nó mẹ em tổng tài một tí. Xong rồi tất này, nó cũng đéo bảo tôi là anh ơi lòi tất Nike ra kìa để tôi kéo lại cái tất. Chán đéo chịu được. Thế là tôi đéo không có cái ảnh tổng tài nào cả. Trong khi các bạn xem Facebook của nó, các bạn thấy ờ, thằng đéo nào cũng có cái ảnh trông đẹp vách cả đái ra, chỉnh chỉnh các kiểu. Đấy, nhìn này, thằng anh nó đầu thì nghẹo hẳn một bên, trông có chán không. Thế mà nó cũng đéo thèm chỉnh. Đấy, mẹ em xem ảnh tổng tài cái đơ cụ cả phần mềm thì các bạn biết là nó chụp xấu đến cái mức nào rồi đấy. Đầu ngóc xong một bên, ừ, mặt thì đăm chiêu như vừa mất kênh. Đằng sau vẫn cái chân đèn với cái loa, nó cũng đéo thèm sửa. Cú ấy cứt. Đây, thằng anh nó mẹ ngóc đầu lên trời thì nó chụp. Xong rồi nó bảo anh ơi ngồi vẹo đi, anh ơi ngồi thẳng đi, mà trông cái dáng tôi trông có chán không. Chịu, tôi đéo dùng được một cái ảnh nào cả. Xong rồi người ta lại giục bảo anh ơi mẹ mày, các anh đừng chụp nữa được không, các anh thương chương trình, các anh đi đớp cái đéo gì đi để bọn em chuẩn bị còn cho các anh vào trong hội trường. Thì thằng Ben lại bảo anh ơi bây giờ cả hội đi với nhau ai cũng có ảnh tổng tài, thế anh đéo chụp cho em à. Thế tôi lại phải vác máy ra tôi chụp ảnh tổng tài cho thằng này. Nhìn này, có chán không. Cả lũ đi may vét với nhau rồi, mặc cho nó đồng bộ, tông xuyệt tông, năm thằng giống kiểu năm anh em siêu nhân. Thì đéo mặc, nó lại đi mặc cái bộ vét khác. Trông mẹ, nhìn này, để trông giống cái lót nồi nó nhét vào túi áo không. Vét thì trông khác hẳn, giày lại còn giày mẹ mày xẻ ngón. Tôi bảo là mẹ thế đi cái giày này có mỏi chân không, em bảo có mỏi chân lắm anh ạ. Để đi được đôi giày này anh lại phải đi tìm mua một đôi tất có thể chia ngón cái của anh và bốn ngón chân còn lại ra làm hai đội. Bảo ui mẹ, thời trang mày thật là vãi cứt. Đấy, xong đấy bọn tôi sang đớp. Sang đớp thì tại vì thời gian mẹ mày nó cũng có hạn, nó cũng đéo được ngồi lâu, nên là tôi đớp được đúng hai thìa cơm rang. Trong khi tôi đớp hai thìa cơm rang thì thằng này đã đớp xong rồi, ăn nhanh vãi cứt. Thằng này thì làm một đĩa đầy, nhìn xem, thằng này cũng một đĩa đầy, trong khi thằng này thì ăn cả đĩa. Tôi cũng đéo hiểu kiểu gì, nó có thìa, nó có dĩa. Ừ, nó đang mặc vét và đối diện bàn đấy là bao nhiêu anh trai kiểu mẹ mẹ đối tác này đối tác nọ, mẹ anh này là tổng bên VTC rồi anh kia là tổng bên Momo rồi là gì gì đấy. Quay ra thấy thằng em đang ngồi và vãi cả cứt và cầm quả đĩa ăn nhanh anh ơi không muộn con mẹ sự kiện. Sợ đéo chịu được. Trông thì lịch sự đấy, nhưng mà nhìn kỹ lại thì hơi toang. Đây, tôi sửa cái ảnh cho thằng Bô, tôi bảo là đây ảnh này đẹp này, up cụ mày lên đi. Nhưng mà hình như là nó đéo up, nó đi up ảnh đéo nào ấy. Đấy, cái này trông ok thế này. Đây, xong rồi đến phần ký. Trước khi mà đi thảm đỏ thì đầu tiên là phải ký. Tôi thấy nó ký chữ Rambo, tôi nhìn ngứa mắt quá. Bên dưới tôi ghi mẹ mà thêm chữ Bungo vào đấy, trông cho nó dễ nhận diện, nhìn cái là biết ngay. Đây, ban tổ chức đưa cho tôi cái bút hình như là hết cụ nó mực. Tôi viết được mẹ chữ M hết mẹ mực rồi, sau mực nó mới tròn tròn ra. Còn lại thì toàn chữ ký của ai ấy, tôi đéo nhận ra. Nhiều vãi cứt. Đây là lúc vào trong. Lúc vào trong thì tại vì chương trình nó sẽ bao gồm rất nhiều tiếng Thái, rất nhiều tiếng Anh, rất nhiều phần phát biểu, nên là người ta phát cho mỗi người một cái tai nghe để phiên dịch. Và theo như lời của những người bên chương trình nói với tôi là bất cứ lúc nào
các anh muốn nghe phần trình diễn hay là phần trình bày của ai đấy, các anh chỉ cần đeo cái tai nghe này, sẽ có người dịch cho các anh. Đeo cả buổi, đéo thấy ai dịch cả. Mẹ, đeo nóng hết cả tai. Thỉnh thoảng có ông nào alo alo ở trong đấy, xong ông nào nói chuyện riêng, đéo thấy ai dịch. Bực vãi cả cứt. Thế thôi, bọn tôi cũng đéo dùng nữa. Đấy, đang đeo vãi đái này. Nhưng mà nói về Nemo Gala năm nay, tôi công nhận sân khấu của Nemo Gala năm nay đẹp. Đẹp thật. Màn hình to vãi đái, đáng học hỏi. Mà cái màn hình này của nó nét vãi cả cứt. Nét đéo chịu được ấy. Xong vừa ra lại có một quả màn kiểu nhạc giao hưởng. Tuy nhiên nếu như các bạn là người theo dõi cái Nemo Gala này từ đầu đến cuối, thì các bạn sẽ nhận ra một điều, là Nemo năm nay quảng cáo hơi quá. Mặc dù tôi là streamer của bên Nemo thật, nhưng mà nó hơi bị dã man quá. Nó kiểu mẹ xem quảng cáo từ đầu đến cuối mẹ luôn, trong khi tất cả mọi thứ nó cứ bị vội. Nếu như mà nói về cảm xúc ấy, thì với tôi nó là một cái buổi kiểu mọi người đang cố chạy thật nhanh cho nó xong chương trình, sau đấy là mọi người xếp quảng cáo, sau đấy là mọi người đi về. Quảng cáo nhiều đéo chịu được. Quảng cáo cái mọi người bị chạy chương trình dồn dập đến cái mức mà kiểu lên một cái xong rồi phát biểu thật nhanh, sau đấy đi xuống. Đến cả tôi hay Ba Gà nhá, cái lúc mà tôi với cả Ba Gà chuẩn bị lên nhận giải, bọn tôi sẽ di chuyển sang khu vực bên phải của sân khấu. Tôi gặp Ba Gà để hai anh em đứng nói chuyện. Xong rồi người ta nhắc là tí nữa lên các anh cứ phát biểu ngắn gọn thôi, phát biểu tiếng Việt cũng được. Xong rồi tôi bảo Ba Gà là này bạn ơi, người ta nhắc là tí nữa lên phát biểu ngắn gọn thôi đấy, nhanh nhanh còn về bạn ạ. Nó lên nó đúng nói đúng một câu. Ôi nó nhanh vách cả đái. Ôi đéo nhớ nó nói câu gì. Hình như là cảm ơn tất cả mọi người hết mẹ luôn hay sao ấy. Không kiểu tôi ngơ ngác luôn, bảo mẹ mày đéo, mẹ mày nói nhanh như thế, nói ngắn gọn như thế thôi à. Xuống còn cười khạch khạch và thế được chưa bạn? Bảo, mẹ được được bạn ơi. Thế đến lúc phần tôi lên tôi cũng thế, các bạn thấy không? Tôi nói đúng hai câu xong tôi cũng lượn luôn. Thì coi như là lúc đấy là kết thúc mẹ rồi. Đấy, sau đấy là bọn tôi ngồi bên dưới xem nốt thôi. Đây là lúc con Thi lên nhận giải. Con Thi thì nó ngồi cạnh tôi. Lúc lên nhận giải thì nó bảo thôi em đi nhé anh ơi. Thế là tôi nhìn lên trên màn hình tôi thấy quả ảnh Miss Thi. Tôi đéo nhận ra đây là con Thi luôn. Vách cả bìu như thần tiên tỷ tỷ vậy. Holy fuck, tôi đéo tin được đây là ảnh của con Thi luôn ấy. Đấy. Xong rồi tôi đang quay zoom nhiều quá, tôi quay ra tôi đéo thấy nó đâu cả. Bảo mẹ hai đứa đâu, đéo thấy con Thi đâu cả. Hóa ra nó lên đứng mẹ sân khấu từ lúc nào rồi. Sau đấy, năm nay thì lại đéo phải có người đưa cúp cho, mà là mọi người lên trên sân khấu, mọi người sẽ cầm cái cúp, sau đấy mọi người ra giữa sân khấu đứng. Con này nó quên mẹ mất, nó đéo lấy cúp. Tôi bảo kìa mẹ con này đéo lấy cúp để đứng vỗ tay. Lúc sau mà thấy chạy ra lấy cúp. Này cũng nấu ruột cơ. Đấy, thế là hết. Xong rồi bọn tôi nó có mấy cái chương trình gọi là bốc thăm may mắn. Ui thì đúng là cuộc đời các bạn ạ. Mẹ cuộc đời đã set up cho mình có một cái loa để anh em hưởng thụ với nhau là thật. Bọn tôi có vé, 5 thằng có vé từ V01 cho đến V05. Tôi cầm cái vé V01. Sau đấy là tôi đưa hết lại cho chúng nó. Bảo đấy mẹ mình, chúng mày cầm mẹ đi. Thì chúng nó chia nhau. Ui ngay phát đầu tiên quay mẹ thằng Dép đã trúng mẹ mày V002 rồi. Ăn ngay được cái loa, buổi tối anh em có cái để ngồi nghe. Đây là của tôi với cả của thằng Bô đây. Còn đây là lúc tối gần hết chương trình rồi, các bạn có thể thấy là mọi người đi về khá nhiều, mọi người lên khách sạn để thay đồ, tại vì cái chỗ này nó ngay ở cái hội trường này, nó ngay dưới khách sạn. Thì thằng Bô nó có bảo là anh ơi hay là anh em mình mẹ lên thay đồ đi. Tôi bảo là thôi em ạ. Sau này rồi cuộc đời của em sẽ đứng ra tổ chức những cái sự kiện giống như kiểu là offline offline các thứ. Em sẽ nhận ra là mặc dù chương trình mình có thể là chán như thế nào, nhưng mà nếu như mà tất cả mọi người bỏ về hết, người tổ chức chương trình người ta sẽ buồn lắm. Mình hãy cố ngồi lại đi, tôi động viên các em. Thế là anh em tôi cùng nhau ngồi lại. Các bạn đừng để cái tất tôi nhé. Tôi đi tất Nike các bạn ạ. Tại tôi lục mãi trong tủ tôi, đéo biết đôi tất đen của tôi đi đâu mẹ rồi. Đấy, không là đến lúc đây là chương trình kết thúc. Đây là lúc mọi người lên sân khấu là đi về mẹ rồi. Và lúc đấy là lúc chúng nó... Đây, tôi phải cho các bạn xem ảnh.
đâu ấy nhỉ, mẹ thằng bố béo đâu, đây thằng bố béo là thằng bị dán đầu tiên, thế tôi nhìn buồn cười vậy. Ở đâu nhỉ cái clip mà mẹ bọn nó dán vào lưng thằng bố béo đâu ấy nhỉ, à đây, quay được đúng một giây đây này, thằng nào dán thì như thằng đép còn dán hay sao vậy. Mẹ tôi còn ngồi tôi cười nó, xong tôi còn ngồi quay, mẹ lúc sau chúng có dán vào lưng tôi ạ. Tôi đã quay ra tôi bảo chúng nó rồi, chúng mày nhá, tí nữa ra ngoài tao còn bắt tay đối tác nhá, tao còn mẹ mày người này người kia đấy nhá, chúng mày đừng có dán vào lưng tao. Thế mà chúng nó vẫn dán, thề cú đéo chịu được. Ai, xong rồi nó mới đẻ ra cái comment này, chả hiểu nổi cái ông Linh này lớn người mà hành động khó hiểu như con nít vậy. Bảo sao ai cũng có backup nên là anh Độ lo cho ông Linh này lắm. Trong khi thằng Bô là thằng dán. Cười ỉa mẹ ra quần luôn. Lúc ấy mẹ mới vừa xong tôi đọc được quả comment này, mẹ tôi ngồi cười ỉa. Xong rồi bọn tôi lên xe để di chuyển sang gọi là after party. Ăn xong thì limo thuê nguyên một cái quán gì đó để tất cả anh em vào đây ngồi ăn nhậu uống rượu. Anh em tôi lên chung xe, tôi lại ngồi cạnh ông nhõi này, hai anh em lại ngồi nói chuyện với nhau, chém gió ăn cứt bốc phét. Trước khi vào thì mỗi người sẽ được phát một cái vòng. Tôi chọn màu xanh cho nó hợp mệnh. Ủa, em quản lý bar à? Yeah. Cảm ơn em nhá. Thank you. Ở đây thì lúc vào trong nó sẽ quẩy như thế này này. Ừ. Ngồi chơi tí, lưu tiêu diêu. Ui, cái này bị nghiêng mẹ rồi. Đấy, ngồi chơi tí, tôi với cả ba gà chụp cái ảnh thì đấy. Từ đây lúc bọn tôi ngồi uống rượu say rồi tôi mới bảo ba gà là hôm nay anh em tổ chức quả giải bóng đá đi. Thì mới là cái câu chuyện giải bóng đá mà tối hôm qua tôi vừa kể các bạn ấy. Sau khi xong thì các bạn Nemo lại còn đi mua cho mỗi người một bông hoa. Ủa cái này tự phát luôn nha các bạn, không có trong chương trình luôn. Anh em lúc ấy thân thiết nhau dã man. Toàn đồng nghiệp các thứ với nhau ngồi uống rượu nói chuyện tâm sự. Xong rồi về bạn ấy chạy đi mua cho mỗi người một bông hoa. Rồi bọn tôi đi ăn đêm tại vì đói quá. Trong đấy toàn uống rượu thôi chứ chả ăn được gì cả. Hôm nay ăn đêm thì thằng Bô say vãi đái. Ok, hôm nay team say vãi đái thì thôi, mẹ biết thế thôi chứ anh em. À xong rồi ai giả mày tiền à, mày để giữa bàn này để... Bọn tôi xong nha, bọn tôi đi ra khỏi cái bar đấy. Lúc đấy thì cũng say với cả mệt vãi đái rồi. Xong rồi đéo biết đi đâu, lêu ha lêu hêu. Bảo nếu như đi bộ đấy anh em, đéo biết chỗ nào ăn. Lên hỏi mấy ông taxi, bảo là bọn tao muốn tìm một cái quán ăn nào nó kiểu local với có thể ngồi thoáng thoáng thoải mái. Nó đưa mẹ ra cái nhà hàng hải sản đấy, mẹ bực đéo chịu được. Vừa xuống taxi gái đã có người mẹ mới rước con mẹ vào bàn ngồi rồi. Mẹ ôi tôi vãi cả cứt, sao lại ra nhà hàng nhỉ? Nhưng mà thôi lỡ ra rồi chẳng nghĩ lại đéo ăn nữa. Thế là bọn tôi vào đớp. Đớp xong thì lúc ấy tôi cũng say mẹ nó rồi. Thế là chúng nó gọi cơm rang cua, mình cũng đói, mình làm có 3 bát. Xong chúng nó gọi thêm mỗi thằng một bát tôm răm. Thì tôi nhìn tôm răm trong đấy tôi thấy có đâu đấy khoảng 3 nửa con tôm trông hơi giống tôm thì trông hơi hùm hùm một tí, trông cũng ngon. Tôi cũng đớp, mẹ mới hết 3 con tôm. Xong đêm đấy tôi dị ứng vãi cả cứt. Cả ngày hôm sau mẹ tôi ngồi mặt tôi sưng vêu. Tôi còn bị một cái vết, tôi bị một cái vết dị ứng đỏ đây này, to vãi đái. Xong chúng nó còn ngồi trêu tôi là chị anh ơi anh chết mẹ anh rồi, mẹ mấy hôm nữa về mà nó không tan đi chị Trang sẽ bảo anh bị hickey đấy, anh sắp tan cửa nát nhà rồi. Chúng nó còn ngồi trêu tôi thế. Để xuống. May quá nó bị dị ứng một hôm nó tan. À chết thằng ấy chịu nhá. Ông thằng Ben nó lại giả tiền. Đấy. Sót đây, đi mẹ mày. Trong nhiều tờ. Bao tiền này? Em không biết. Mấy nghìn. Bao tiền đấy? Handsome, yes. He's single. Single, yes. Bữa này bao tiền đấy nhỉ? Từ từ tôi xem bữa này bao tiền. Bữa này bao tiền nhỉ? Bữa này như là 2.000 hay 3.000 tôi đeo nhớ lắm. Đây các bạn nhìn này. Nhìn này các bạn sẽ thấy nó chúng có say vãi cả cứt hết rồi. You the wrong. Say you say. Yes. Me say. Me say. You say. Me say. Me say. You say. Yes. Drunk. Say. Xong rồi tôi nhìn thấy chúng có say quá tôi bảo thôi các em ơi. Mấy khi say rượu ở Bangkok các em đứng ở đây. Đây là một trong những khách sạn rất là nổi tiếng ở Bangkok. Chỗ này là ai đến đây là cũng phải check in. Các em đứng vào đây chụp cho cái ảnh. Mẹ mày bốn thằng em say vãi cả cứt đứng vào như thật.
tạo dáng các kiểu. Tôi đéo biết đằng sau nó là cái nhà đéo gì, như đéo biết đéo phải khách sạn đâu, hay là nó là nhà hàng, hay là nó là cái đéo gì tôi cũng đéo biết. Thế tôi nói thế, thấy các em cũng vào chụp ảnh như thật. Thế là tôi chụp cho các em kiểu ảnh đấy, trông đầu đường xó chợ vãi đái. Xong rồi bọn tôi đi bộ về, tại vì chúng nó search Google Map, chúng nó bảo là từ đây về khách sạn mất có 800m thôi, nên là mấy anh em cùng nhau đi bộ. Thế là đi bộ. Ừ. Ui, có quả này trong ba, có nên cho các bạn xem không nhỉ? À, nhưng mà thực ra cũng đéo có gì cả. Ừ. Ê, theo chương trình thì chương trình bảo tôi là lên lên bốc thăm đến quà giá trị nhất, thì anh Độ đại diện cho Việt Nam lên bốc thăm, tại vì hầu hết ở đây cũng phải hơn 50% là các bạn người Việt Nam đấy. Thế tôi bảo ok, được, không sao cả. Tôi lên thì mẹ đang ở Bangkok, Việt Nam đông, thì tôi lên 1-2-3 zoom một cái cho có không khí. Cái này xem có sao nhỉ? Chắc đéo sao đâu đúng không? Ui, tôi số 001 nhá. Tôi hơi bẩn tính một tí, nhưng mà tôi nhìn vào cái hộp bốc thăm này, tôi đã nhìn thấy cái phiếu 001 của tôi rồi đấy. Mẹ, chẳng qua lòng tham tôi đéo nổi lên thôi. Với cả là lúc đấy tôi uống một tí vào rồi, tôi hơi mất tỉnh táo, tôi thò tay xuống theo phản xạ, tôi ngoáng vãi cả cứt. Thề tôi ngoáng phát, thế là thôi tôi bán cứt cơ mẹ rồi. Mà quả là gì không? iPhone 15. Nhưng mà không được, mẹ, làm thế là chơi hơi bẩn. Ngoáng phát lên xong tôi bảo chết con mẹ rồi. Có bao giờ mình ngoáng xong rồi mình vẫn bớ được cái quả tờ của mình nhờ. Mà tôi bốc có phải bốc một lần được đâu. Bốc 8 lần liền. Mà tôi nhìn trong cái thùng này mẹ đéo còn nhiều đâu, còn ít vãi cứt. Thế mà đéo ăn được phát nào ạ. Bực, đéo chịu được bực. Rồi xong rồi bọn tôi về. Má con mẹ lì này nó say rồi nó khoác vai mà anh nhìn này. Đéo nhiều bạn tay bốc cứt ra. Bọn tôi về khách sạn thì bọn tôi chưa lên được khách sạn luôn, mà là bọn tôi phải gia hạn, tại vì Nemo họ thuê cho bọn tôi một ngày thôi, bọn tôi gia hạn thêm khách sạn thêm một ngày nữa, bọn tôi ở lại thêm một ngày nữa mà vẫn phải ngồi đây loay hoay. Trong khi đó thì thằng Bô nó say, nó cứ đi lang thang lang thang. Má con mẹ lì này nó say rồi nó khoác vai mà anh nhìn này, đéo nhiều bàn tay bốc cứt ra. Anh vãi lên để không nó đen xì anh nhở, vãi lều. Tôi cũng đéo hiểu tại sao mẹ nó thò tay vào đâu. Bấm 10 phút đéo ai mở. À đây cái loa đây các bạn, cái loa đây. Đây là cái loa được tặng đây. Ôi, tôi đéo biết thương hiệu là gì nhưng mà nghe hay vãi cứt nhá. Mẹ có loa này cứu sống cuộc đời anh em tôi đấy. Bình thường buổi tối rảnh đéo có gì làm, toàn ngồi nghe nhạc. Thế làm đéo có pin mà quay được chưa? Đấy, một buổi tối đi uống rượu về, GoPro, à Pocket vứt ở phòng bọn này bảo sạc, đéo thằng nào sạc cả. Thế là thôi bọn tôi đéo quay được. Có cục trái cho mẹ ơi. Thế thôi đến chỗ ăn đã rồi hãy sạc. Đi. Nó cầm ra nó bảo là anh ơi mẹ em còn đủ pin, quay lên được đâu đấy khoảng 10% pin. Vãi cái cứt thật. Ở ngay dưới chân khách sạn bọn tôi có quả hàng, có quả trung tâm thương mại, trong đấy có quả nhà hàng, trong đấy có cả cơm, có cả bạt thái, nói chung là nó đồ ăn thái. Ngày đéo là cũng ăn quán đấy luôn. 4 lần. Từ hôm đầu tiên cho đến hôm cuối cùng về, hôm đéo nào cũng ngồi ăn ở đây. Nhưng mà ăn cũng ngon. Nóng chưa? Anh nhìn đi, em đi ỉa này. Đâu? Mẹ đi ỉa này, quay luôn một nó này. Điệt khổ. Tay vãi ở liền. Ôi, tôi có clip thằng Nhím đi ỉa đấy. Tí tôi cho các bạn xem nhé. Lại tối vãi liền này. À không không, đây là thiết kế văn phòng các bạn này. Đây. Thợ khóa kỳ ben. Mở được tất cả các cửa nhà vệ sinh. Đỉnh đéo chịu được. Đấy nhá, thằng Nhím nó đã bị quay trước rồi. Nó bị quay đến cái mức mà nó cứ ở trong phòng nó đi ỉa là bị bọn này nó mở khóa nó quay clip. Các bạn chắc là xem kênh bọn đó, các bạn xem mấy clip trước rồi đúng không? Hoặc là nếu các bạn cứ xem tôi có thể cho các bạn xem cái clip mẹ nó đi ỉa trước đấy. Thế là nó xuống phòng tôi nó kể khổ và anh ơi chúng nó cứ quay em cho em ỉa nhờ một cái. Địt mẹ bọn tao trẻ con đéo đâu, dở hơi. Cứ vào xong chốt cửa vào, địt mẹ mà cửa nhà tao, cửa cái phòng tao đéo dễ mở như kiểu phòng của mày đâu. Địt có mẹ nhà phòng tao mà mày còn nào, địt mẹ cái áo tao.
Nó còn định chẳng thể đéo được, nó là cửa mở ngang mà. Nó định bê ghế vào để nó chặn. Có cái khóa ở trong ấy, mày khóa vào là được. Nhanh đi, tí hàng kia nó xuống là mày khỏi ấy. Mày có đi không? Ừ. Rồi đấy. Mở khóa đỉnh đéo chịu được. Thợ khóa. Đầu hàng chưa, địt mẹ mày. Thôi tao đi vào nhá, phải xin lỗi tao chưa? Xin lỗi tao chưa? Thôi lắm, em xin lỗi. Không vừa lắm thì sai các anh. Anh phá là cho mày luôn nhá. Vâng, rồi. Cửa nhà vệ sinh mất dậy vậy đấy. May tôi đi ở cục phòng với chúng nó. Tôi mở cục phòng tôi đi ở, chắc chắn chúng nó cũng mở vào đấy mất dậy á. Đây là ở trên phòng của chúng tôi, chúng tôi bắn clip của tôi. Đâu nhỉ, sau đấy còn cái clip nữa nhỉ. Nhím ơi, xong chưa? Xong chưa, tao mở cửa hộ nhá. Mẹ đéo ỉa lâu thế. Nhanh con mạnh em nữa. Không phải hết, bắn được, bắn sâu một tí. Đâu, tao vẫn rửa được mà, mày bắn sâu rồi mà. Đấy. Bóp hết cỡ rồi mà. Đây. Chết rồi. Em gọi nhân viên lên cứu anh. Thôi. Đây là anh bảo mày chú đít đi, xong mày chạy vào rửa nhà, chạy vào vòi ấy. Vào bồn rửa vòi ấy. Ừ, sao không được nhỉ? Nhắn ai lấy cái quần của mày ra. Đây rồi. À đây rồi. Em sắm rồi ạ. Thôi. Có mạng mày thích dọa tao vào tao quay tận đít bấy. Xin lỗi tao chưa? Xin lỗi ạ. Em kia buồn lắm chạy. Mẹ mày đi ở áp lực vãi đài luôn. Đi mẹ mày phải xịt đi chứ. Không có, em bị sạch lắm, yên tâm. Ủa, ngày táo làm luôn không được? Có chứ, tối hôm nay tao phải làm luôn chứ. Đây, lại mở tiếp thế. Mày bỏ nhá, xem thấy đủ rồi nhá. Mày suốt ngày bị anh em hành hạ, để khổ đéo chịu được. Uầy, các bạn có nhớ tối hôm đấy bọn tôi đi cái chợ Ratchada? Các bạn có nhớ cái chợ Ratchada mà cách đây khoảng 4 năm tôi đi Thái Lan tôi quay mà đông vãi cả cứt, đi chen từng tí một không? Lần này bọn tôi có dịp bọn tôi quay lại quả chợ đấy mà lại đúng vào buổi tối chủ nhật nhá. Các bạn nhìn này, nó vắng cách kỳ lạ mẹ luôn. Đéo có ai cả. Ôi tôi bị sốc mẹ luôn mà. Tôi bảo mẹ mà ngày xưa nó đông kiểu đông đéo có chỗ thở luôn. Bây giờ hoang vu đéo chịu được. Cái bill. Ơ kìa, sao cái clip này hỏng đéo xem được nhỉ? Đấy. Xong rồi tôi ngồi đây chơi. Cái bill. Xong rồi ăn tí sườn khổng lồ tại vì trước đấy bọn tôi đi ăn mẹ rồi. Nhưng mà ăn thử xem là nó có ngon không, nhưng mà nó đéo phải là cái quán ngày xưa bọn tôi ăn. Nó cứ thế đéo nào ấy. Đây, ăn xong rồi mẹ ngấy với cả cứt. Xong anh em tôi đi ăn xôi xoài. Ngoài nhìn xôi xoài này. Xôi xoài ngon vãi chưởng. Xôi xoài mẩy noi. Ngon vãi đái luôn các bạn ạ. Okay, đỉnh cao của xôi xoài. Mà ở đây nhá, nó có một cái chợ.
nó có một cái không gian ở giữa để anh em mua gì thì mua, xong vào đây ngồi ăn luôn đi, ở quán cà phê chill về đấy, lại có cả nhạc cho anh em luôn. Thế là mấy anh em tôi ngồi đây hưởng tí, ngồi nghe nhạc chém gió nói chuyện, xong làm mỗi thằng một suất xôi xoài. Xong rồi anh em tôi đi chơi, đi mua quần boxing. Tao lấy cái đen đánh đỏ. Đi ra thì thấy cái quần boxing tôi định mua về cho bọn trẻ con, nhưng mà đến lúc sờ chất vải nó, mẹ cái chất vải nó như kiểu túi ni lông ấy, nóng vãi cứt. À, anh em tôi mua mỗi thằng cái. Bảo là mỗi cái 300 300 chuyên gia mặc cả. À 300 rồi, 300 rồi. Yeah. Bargain. 340. Okay, no. No, so hot. It's so hot. Yeah, yeah. I only 300. I only with it on the winter. Quần này nóng quá nên bọn tao chỉ mặc được mùa đông thôi. Thế mà mẹ mày về sau nó vẫn trả giá được. Đỉnh vậy đấy. Vẫn bú. Đây là bọn tôi quay xem thằng nào giả tiền 5 cái quần. Ui ôi. Con mẹ về là nhím luôn ạ. Mày nhìn thật. Mày đây nhím ơi. Em á. Ừ. What the fuck man. Đây, chậm. You cheat. Cái đéo này giả nhanh mẹ mày lên. You cheat. Đấy, xong rồi nó giả tiền xong, ừ, đấy, bới được 5 cái quần. Thằng nào quay chúng là thằng cái sách luôn đấy nhá, đúng không? Đúng rồi. Ok luôn, sách hộ anh em chứ sách hộ ai. Đây, sách xong rồi bọn tôi lại đi lang thang vào trong chợ xem có cái đéo gì không. Tại mất công vào chợ rồi thì tất nhiên là mẹ ở đất nước người ta hợp pháp thì chỗ đéo nào cũng thấy có store đấy á. Xong rồi bọn tôi vào, bọn tôi mua áo. Ui, có cái áo đẹp vậy đấy. Ui, cái áo này GTA. Tao mua tao này, mua tao này. Cái áo GTA, GTA Vice City đấy. Ôi trời ơi. Làm 5 cái. Làm 5 cái, hợp lý. How much for one? How much? À, ý nó bảo là mua 2 đôi. No. 250 bạc một cái. 250 bạc một cái là khoảng 200.000 một cái. Không có 2 đôi. Thằng nhím nó đòi mua về để tôi nó mặc chung với nhau, nhưng mà tôi bảo là thôi có 2 cái để tôi mua về tôi mặc với vợ. Là tôi mua về đấy. Tôi mua được một đôi về tôi với cả vợ tôi mặc. Sắp tới mà đi đâu chơi tôi với vợ tôi mặc trông cho nó oách. Xong rồi tao mua được mấy cái áo trông giống con giòi vậy cứt. Chú lại có thay ở đây luôn. Được, đánh. Được. Sao nó cởi cúc ra mẹ? Ở quá là xem bao nhiêu. Ờ, hai bay mặt là hợp á. Ok, trắng mà bô được á. Ê, nó mặc vào này. Xích bách cà bách của nó này. Đẹp. Đẹp, đâu quay thẳng với em mà. Bô vào đứng cạnh nó đấy, trông đẹp mà. Ok mà. Ui, địt mà, phong cách thời trang vãi lồn luôn em ơi. Ai vừa lại đây. Trông được không? Trông nó lại đỉnh mẹ luôn. Đấy. Xong rồi thằng đẹp nó lại làm thêm một cái màu xanh nữa. Trông giống con giòi vãi cứt. Rồi xong bọn tôi đi đâu nữa nhỉ? À đây là mua áo. Ừ. Trông giống dân Thái Lan vậy đấy. Không à, mấy anh em tôi đi túc túc về. À, trông này mẹ. Thời trang vãi cứt không? No. À, đây bọn tôi mặc cả đi túc túc. Mẹ mỗi thằng 50 đi túc túc, buổi mẹ mà đi như bay sợ vãi cả cứt. Đâu từ từ nha, qua đi túc túc đâu nhá. Mẹ
thể đi túc túc nó vẫn làm cái gì đấy các bạn ạ. Mẹ trải nghiệm sợ vãi cả cứt, nhưng mà nó đi nhanh mà giá nó rẻ, nhưng mà phải mặc cả hơi nhiều thôi, như kiểu đi xe ôm của anh em mình ấy, vãi cả bìu. Đi túc túc xong đến gần khách sạn của bọn tôi thì bọn nó bảo là anh có muốn đi ra chỗ mua đồng hồ Rolex hôm trước không, thế là bọn tôi mò ra, nhưng mà qua lại thấy có anh trai này người Việt bán nước mía, thế là làm với thằng một cốc. Năm chai đi, năm chai 250, năm chai 250 mỗi chai 50. Còn còn nước gì khác nữa nhỉ? Cho em một mía đi. Mía đi. Không, trong này có chai lạnh hơn đấy. Uầy, nước mía anh trai này bán ngon vãi cả cứt. Ngon đéo chịu được ấy. Xong rồi anh em tôi mua đồ hiệu. Nó bảo là chị Trang thích túi Chanel nên là mua chị Trang quả túi Chanel. Đỉnh vãi đái luôn đây. Giữ Chanel đây. 250 bạt một cái túi Chanel. Đấy. Bao nhiêu em? 150 bạt rồi. 200 bạt. Mình nghĩ là chị Miu thích cái túi này không? Chanel. Được. Chị bảo mua chị luôn. Ok. Mua về xong rồi tôi đưa cho vợ tôi đây. Vợ tôi vẫn đang để ở phòng tôi đây này. Quả túi Chanel trông vãi cứt. 200 bạt, 140 quả túi này. Như thật mẹ luôn, dép 1-1. Ra không 200 nhưng mà trả là 190. Cái túi này 200, nó mặc cả xuống 190. Là bao nhiêu? 190 bạt. Là nó bảo 200 á? 190. Xong mày trả giá xuống 190. Đến đỉnh vãi luôn nhỉ. Sao em sẽ lấy 10 bạt còn lại để em tích. Mình lại có cái gì thiện cảm. Đỉnh quá luôn. Đúng. Đỉnh. Gentleman. Kitchen. Đi về. Đào đầu. No. Yeah. Yeah, cú đéo chịu được hề đi thằng đấy. Đấy, sau bọn tôi lêu hêu ở quả chợ đi tìm xem có gì mua không. Uầy, bạc đá quý mà rẻ đéo chịu được các bạn nhá. Trông như thật mẹ luôn. Đây là đây là mấy quả lựu đạn. Đây là vòng tay. Đây là gì nhỉ? Xe. Mua cái áo này. Đây bọn tôi thấy cái áo tù. Hơn 50. Bọn tôi định vào mua một thằng cái áo tù để mặc. Đi thay áo tù không? Phải 5 cái. Áo tù mà. Phải 5 cái. Cái dân này giống rồi. Hey, do you have 5? 5, it's sell. Yeah? No. 5 of this. Same color. Same color. Same color. Same size. Bực đéo chịu được. Nhưng mà tôi bảo mấy thằng em là mặc cái áo này vía hơi nặng đấy, chúng mày có chắc chắn chúng mày muốn mua không? Thế là mấy thằng em quay đầu đi hết. Đây là mua đồng hồ đây. Where is Richard Miller? Oh my god, how many? 800. 600 please. 650. Về sau nó mua thật đấy. Nó còn nó với tôi còn hẹn nhau là tại vì cái đồng hồ Rolex mà chúng nó mua cho tôi ấy, mẹ đeo nó bị rộng vãi cứt, chúng nó đéo cắt mắt cho tôi gì cả. Của thằng nhím cũng thế. Rộng vãi đái nên là đang hẹn là hôm nào anh em tôi cùng nhau đi cắt mắt phát. Đây. Đây nó mua. Oh shit. Chết mẹ mày chưa? It's belong to me. Hết mình. Nhưng mà cũng đẹp. Nhìn đồng hồ này. Đính kim cương mẹ luôn đấy. Đồng hồ này của hãng gì tôi đéo biết. Chịu. Michakok là hãng đéo gì tôi đéo chơi đồng hồ tôi đéo biết. Nhưng mà trông cũng đỉnh ấy. Bắn em à? You have money. Bắn em à? Được cái chứ nhở? Đây là đồ chơi tôi định mua thằng Tùng Sói, nhưng mà đéo thấy có một cái gì hợp lý để mua về cho Tùng Sói cả. Đồ chơi nó cứ kiểu đéo gì. Xong rồi anh em tôi đi mua kính. Vãi lồn luôn. Nào cười cười lên nào, cười cười. Cười hả? Răng môi lên đâu này? Rồi. Ok, đẹp đấy. Tôi dáng đấy. Mua kính xong rồi. Ui, mô hình. Xong rồi anh em tôi đi xem mô hình. Ui, nhiều mô hình đẹp, vãi đái. Nhìn này. Có cả mô hình Ronaldo, mô hình Neymar này, mô hình Beckham này. Xịn vãi. Đây, thằng Tùng. Nhưng sao Tùng Sói? Tùng Sói bảo em mua này mà. Luffy Gear 5. Tôi đéo xem, tôi đéo biết.
À chết mẹ, tôi còn chưa kịp đưa cho tủ sói. Nhìn này, nhiều mô hình đẹp không? U te dã man. Ấy, Luffy kìa. Có mấy con Doraemon trông đẹp vãi. Xong rồi đi bộ mỏi chân quá, anh em tôi đi massage, massage chân. Một tiếng là bao nhiêu tiền đấy nhỉ? Đéo nhớ bao nhiêu tiền, nhưng mà thích phết. Ừ, mỗi tội là tôi mặc quần dài, tôi đéo mang theo một cái quần đùi nào cả, nên là ngồi hơi khó chịu. Còn mấy thằng này thì trông nó hưởng vãi cả đái. Ok luôn đi chứ. Đây. Quay đây. Cho em lấy một lon nước này. Yeah, sao? Ôi, qua mình rồi. Ôi, đậu mì xí. Thank you, brother. Thank you, brother. Thank you, brother. Happy birthday. Cú đéo chịu được. I love Missy Jenny. Nói, I love Missy Jenny. I love Missy, yes. Very good. Chúng ta là man. My brother. Yes, happy birthday. Địt mẹ. Giống hai con nhộng quá. Ok, bực nếu chịu được. Thôi anh em tôi về. Anh em tôi về thì mẹ, quả này bọn tôi thuê được quả túc túc mà 5 thằng ngồi. Mẹ nó còn kinh khủng hơn. Sợ vách cả đái. Xong rồi về đến cửa khách sạn thì anh em tôi ngồi hút thuốc. Hút thuốc xong rồi lên khách sạn thì anh em tôi làm con ảnh kỷ niệm. Xong rồi lên phòng đéo biết làm gì, bọn tôi quyết định là thay quần để chụp ảnh. Ui tôi chết mẹ, từ từ nha, chưa được. Trông mẹ mày may thái chán đéo chịu được. Ôi trông lưng múc thật. Ui nhờ bụng thằng này dạo này sệ vãi luôn thề. Bụng em có sải không anh? Bụng em căng mà. Căng đéo vẫn còn ình ình mỡ luôn. Không hớp hớp anh bụng anh nhé. Ui đi con mẹ, tôi chết con mẹ rồi, may quá nó không tụt xuống. Tí chết. Không sao không sao, đến đấy là không sao. Ừ đấy, xong rồi anh em tôi chụp mấy cái ảnh. Chụp mấy cái ảnh xong rồi rảnh chó quá thì anh em tôi lại lên phòng nằm nghe nhạc. Chúng nó bớ được cái đéo gì về ăn. À. À. Xong rồi anh em tôi gọi thử GrabFood ở bên này. Ship gà rán ở bên McDonald's về ăn thử. Má, trời ơi, chỗ mình ở chỗ không an toàn. Thằng nào mà trúng là thằng đấy phải mò xuống dưới để nhặt đồ, lấy cả đồ giả cả tiền luôn. Quả tao ở mẹ. Ôi. Ô đi. Đừng đen bố. Chết mẹ mày cường. Đen mà. Tí đến đi lấy nhá. Ông anh em tôi ngồi à, ngồi xem bóng đá. Ừ, xem bóng đá xong rồi xong rồi mấy thằng cu em này nó giả vờ ngủ. Ừ, bảo giả vờ ngủ đi để tao quay cho quả clip. Nhưng mà bài này của Adele nên là nó bị bản quyền, tôi đéo cho các bạn xem hết được. Mẹ tôi cho chúng nó nằm, tôi bảo là nằm tí đi để anh quay cho quả clip tôi nghe, cho chúng nó nghe. Mẹ mày gần hết bài luôn mà, thế mà chúng nó vẫn nằm được. Sáng ngày hôm sau bọn tôi check out rồi. Mẹ check out. Trước khi về tôi đã nói với chúng nó rồi, anh em thống nhất với nhau là đúng 12 giờ xuống check out, dọn hết đồ đạc. Đúng 12 giờ tôi xuống đây tôi ngồi, tôi nhắn tin là các em đâu rồi. Thằng thì nhắn là em đang ỉa anh ơi, thằng thì em đang tắm anh ơi, thằng thì bảo em đang đợi thằng kia ỉa nên em chưa đánh răng được, thằng thì bảo em đang đợi thằng kia tắm nên em chưa thay đồ được. Tôi ngồi đây đợi đúng 30 phút thì các em mới mò xuống. Vãi cả bìu thật. Xong rồi bọn tôi lại đi ăn ở cái quán mà hôm trước bọn tôi ăn. Ừ, ăn lần thứ tư mẹ luôn. Xong rồi bọn tôi chào Bangkok bọn tôi đi về. À to khỏe ra mẹ đằng sau ngồi đi. À to khỏe ra. Ui, bài này em yếu. Đúng anh mẹ ơi. Thì em... Ui, anh em nhắn đi. Thôi hai thằng quả tù tì cho thằng nào ra đằng sau đơn giản này. Bạn chết con mắt. Thank you. Này, nhìn nhá, đéo phải nói điêu. 39 độ vào lúc 2 giờ 30 phút chiều. Có lúc tôi xem nó còn nhảy lên 40 độ cơ. Nóng đéo chịu được nóng.
Ui nóng vãi cả lìn mẹ. Thì cô chưa thôi cảm nhận được cái nóng nó khủng khiếp như thế này. Nóng cháy ra mẹ luôn mà. Nhiệt độ bạn biết bao nhiêu độ không? 39 độ. Vãi cả bìu 39 độ luôn ạ. À. Mẹ vừa ở trên xe ra cái sốc nhiệt mẹ luôn ấy. Rồi bao lâu của anh? Anh quên mẹ mất, anh xin lỗi nhá. Xong anh em tôi ra sân bay, nhưng mà tại vì bọn tôi ra sớm quá, còn lúc bọn tôi ra là 2:30 ra đến sân bay, mà 6:30 bọn tôi mới bay, nên là bọn tôi quyết định là vào khách sạn để ngủ tiếp. Ở đấy nó có quả khách sạn. Khách sạn các bạn biết giá bao nhiêu không? 701.000 baht 4 tiếng, bao nhiêu thằng vào cũng được. Thế tính ra là có 700.000 được 4 tiếng mà lại ở khách sạn 3 sao. Ờ hợp lý vậy cứ. Thế là bọn tôi thuê mẹ 2 Rambo, phòng. Khả năng là Rambo. À, ê, không phải tôi rồi, anh Ben rồi. Thịt quá Ben ơi. Thịt quá Ben ơi. Đấy, thế là thằng Ben nó giả tiền. Đấy. Để ra khách sạn. Ủa, khách sạn nó ngay sân bay luôn. Xịn vãi. Mà khách sạn nó ngon nhá. Ngon chết. Đây, khách sạn đây. Tao không chịu mày ý mà. 3 sao mày luôn nhá. 700.000 4 tiếng. Ngon không? 700.000 4 tiếng mà 3 thằng ngủ thoải mái mẹ luôn, ghép 2 giường vào. Thế là tính ra có mỗi thằng có khoảng 200, hơn 200.000. 250, 270. Ừ, 270 một thằng ngủ 4 tiếng. Bắt tội phạm luôn à? Vệ sinh đầy đủ. Xong rồi anh em tôi ra sân bay. Xong rồi tôi đi mua xôi xoài. Xong tôi bảo chúng nó là bây giờ quay xôi xoài, thằng nào vào thì thằng đấy giả tiền, xong phải xách xôi xoài về Việt Nam. Thế là tôi quay con mẹ vào tôi luôn. Mất 2.880 baht. Tính ra là tôi mất khoảng 2 triệu tiền xôi xoài cho 14 hộp. Xong tôi ngồi xách vãi cứt. Xong tôi vừa xách tôi vừa đi. Mẹ mày đéo thấy các em đâu. Quay lại thì thấy 4 thằng đang ngồi quay tôi. Mẹ mày trông bực đéo chịu được. Cú vậy đấy. Đến lúc ra đợi máy bay thì lâu quá, nên là bọn tôi mỗi thằng làm hộp. Đấy cái ảnh tôi post lên trên Facebook. Xong rồi đợi một tí bọn tôi cũng có dịp để bọn tôi lên máy bay. Nhưng mà lên máy bay thì ôi trời ơi, tôi ngồi ghế 40F. Tôi xách túi xôi xoài đến tận cuối máy bay mẹ luôn. Nó lại còn bắt đi từ cửa đầu chứ nó đéo mở cửa cuối. Thế là tôi xách túi xôi xoài tôi xuống tận cuối. Tôi nhìn thấy cái ghế 40F là cái ghế trong cùng đây, đây ghế của tôi đây. Ê, đéo ngả được lưng. Bực đéo chịu được. Tôi nhìn phát là tôi thấy tương lai tôi đéo ngủ được rồi đấy. Trong khi đó mẹ mày tối tôi về tôi còn ngồi live stream nữa. Tôi bảo thôi ăn cứt con mẹ rồi, đời mình đen vãi cả đái. Đây ghế đây, 40F gần cửa sổ. Tôi mò ra tôi ngồi đây này. Ngồi đúng ở ghế này. Mà trong khi đó mấy thằng em tôi ngồi ở hết mẹ mày hàng khác ạ. Bực vãi cứt. Nhưng mà thầy đéo nào về sau có ông Tây, ông ngồi gần thằng Nhím. Ông ấy lại muốn đổi xuống dưới để ngồi với bạn gái. Thế là ông nhảy xuống dưới ông ngồi. Thế là tôi lại nhảy lên chỗ ông ấy ngồi. Thế là tôi ngồi cạnh thằng Nhím với thằng Ben. Xong rồi có một bạn người Việt Nam, bạn ấy đến, bạn ấy bảo là ơ chỗ em là chỗ của ông Tây kia mà. Thì tôi lại bảo là ê em ơi, ừ tí nữa anh em chụp cái ảnh với nhau nhá, em vào ghế 40F ngồi được không? Bạn ấy vào ngồi luôn. Ừ. Bạn ấy vào ngồi luôn, nhưng thế đéo nào. Bạn ấy vào ngồi một lúc tôi quay ra thấy bạn ấy đang vui vãi đái. Đâu nhỉ, có cái ảnh. Đây. Bạn ấy ngồi với hai bạn Tây luôn. Ngồi chơi bài xem tarot với nhau. Tôi bảo ôi biết thế tôi ngồi con mẹ ở đấy. Trông có vẻ là vui. Ừ. Hòa nhập vãi đái. Trong khi quay ra em Nhím mẹ em ngủ như chó chết, đéo biết cái gì cả. Tôi xuống sân bay tôi thấy bạn nữ này rơi quả biển trông xinh dã man. I love anh Nhím mày sao ấy. For me see with love. Anh Nhím ơi, anh Nhím ơi, em yêu anh Nhím ơi. Xong rồi đến lúc ra sân bay thì bọn tôi thèm đồ Việt Nam quá. Thèm lẩu ếch vãi cứt, thế là anh em tôi mò về ăn bữa lẩu ếch xong bọn tôi mới về. Đấy, thế là về nhà thôi. Hết. Cho các em hết một lần. Xong rồi bọn tôi chia tay nhau. Ừ. Thế là hết mẹ rồi. Đấy, thế là kết thúc chuyến đi Thái. Còn đây là tối tôi vừa đi đá bóng với anh em nhưng mà... tôi uống Coca nhá, không có bạn này bảo tôi say. Đây, đây, lon Pepsi của tôi đây nhá. Tôi uống Pepsi nhá. Nhưng mà hôm nay có sinh nhật nên là bọn tôi đéo kịp mua bánh. Bọn tôi mượn nhà hàng, người ta có đĩa salad. Tôi nhìn đĩa salad này trông cũng có thể thay thế được cái bánh. Tôi bảo là em có thể cho anh mượn một cây nến thật nhỏ để bọn anh thổi bánh sinh nhật được không? Mẹ nó mang ra cây nến thờ to vãi cả cứt. Nhưng mà thôi thì mẹ có còn hơn không? Đây rồi, đây rồi, ngồi đầu rồi.
À, đội bóng của tôi có sinh nhật là thỉnh thoảng anh em đi ăn với nhau tí. Không cần đâu anh ạ, được rồi, được rồi. Happy birthday to you. Đây dưới tôi lót một cái giấy vào rồi cho nó đỡ bẩn. Đấy, thế là xong. Hết mẹ chuyến đi Thái Lan rồi. Tôi vừa chạy qua một phát tất cả những cái gì mà bọn tôi đã trải nghiệm qua ở Thái Lan. Tuy nhiên là có một đoạn đầu là tôi làm clip của ngày đầu tiên nữa, thì chắc là chiều ngày mai nếu như mà không bận gì thì tôi sẽ ngồi edit cho các bạn. Thì nó hợp lý nhất. Thôi nhỉ. Hôm nay câu chuyện anh em mình dừng lại đây là hợp lý rồi. Cảm ơn Bella nhá. À ừ rồi, ok nhá. Để ngày mai đi, tối mai anh sẽ duyệt group, sau đấy là tối mai anh em mình cùng nhau xem nhá. Ôi bây giờ chuyển sới qua bên Nemo đấy các bạn ơi. Hơi muộn rồi, sang ngày mới mẹ rồi, hy vọng là một ngày mới nó sẽ là một ngày mới. Tôi chuyển sang cái chat thường nữa. Quá. Chuyển chat thường đâu ta? À đây rồi. Mèo xem rồi, trời ơi. Mèo ở ngay đầu cái lúc xem điện thoại luôn rồi gì nữa. Cảm ơn Trung nhá, cảm ơn bạn. Ôi chuyển sới đi các bạn ơi. Bạn nào xem tiếp thì qua nimo.tv/mixi nhá. Cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các gia đình thứ tư vui vẻ. Bye bye, chào cả lo cho mình.